Arahato Sama Sambuddhassa. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả. Kính thưa chư cần sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị tiếng chúng tôi rõ, nhưng mà cái nick của cô tôi nghe rất không rõ ràng lắm, nên đây ráng ra nói lớn lớn. Nam mô Bích Thà Gia. Dạ, cái nick con á, bạch ngài ngài con đã mở, nếu bạch ngài nghe ngọ nghe không được rõ thì con xin nhờ chị Meta, chị Meta có thể làm thị giả cho ngài được không chị Meta, tại vì cái mic em nó nhỏ quá ngài nghe không được rõ. Dạ xin dâng mic cho chị Meta nha. Nam mô Thầy dạ, Nam mô Thầm Mày dạ, Nam mô Sằng Khà dạ. Dạ, cảm ơn cô Tịnh Đạo biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con trước hết con kính lễ Ngài Liễu Tông. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, con kính lễ toàn thể đạo tràng. Dạ, hôm nay là ngày vấn đáp về Phật Pháp của Ngài Liễu Tông. Vậy xin tất cả quý cô chú anh chị trong đạo tràng nếu có thắc mắc gì thì sẽ tay lên với ngài, hoặc là nếu không thì có thể chích tách chat lên màn hình thì Meta sẽ đọc, nhưng mà Meta xin nói là cái máy của Meta dùng thì không thấy ai đưa tay hết. Vì vậy nếu mà ai có ý kiến có thắc mắc gì thì cứ chat lên là cầm mic thì Meta sẽ đưa, hoặc là tách chat thì Meta sẽ đọc. Dạ kính cảm ơn tất cả toàn thể đạo tràng. Dạ Meta xin nhường mic cho quý vị ạ. Dạ, Meta đã thấy có huynh Khinh Thông vào đạo tràng rồi. Vậy xin huynh có thể làm thị giả cho ngài hôm nay được không ạ? Dạ, nếu được thì Meta sẽ nhường mic lại cho huynh ạ. Dạ, xin huynh cho biết tín hiệu ạ. Dạ, vậy thì Meta xin nhường mic lại cho Huynh Thinh Thông nha. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sằng Khà Dạ. Con xin đảnh lễ sư Liễu Tông, con xin đảnh lễ sư Trí Đức nếu như là có trong trong room, và xin chào tất cả quý đạo hữu ở trong room.
Dạ, con không biết rằng là cái âm thanh của con là mọi người nghe nó có bị được rõ không? Hồi tuần trước con âm thanh của con nó bị trục trặc miết à? Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị Trần Đạo và cảm ơn anh Thiện Trí. Dạ, hôm nay con làm thị giả cho sư. Dạ, hôm nay con làm MC cho room. Dạ, được ạ, không sao. Dạ, không biết là anh chị nào có, quý anh chị nào có muốn nêu những cái câu hỏi gì đó. Ừ. Thì các anh chị cứ việc gõ lên. À, Tịnh Đồng sẽ chúng tôi sẽ đọc để cho sư là Liễu Tông. Dạ. À, thì trong khi mà chờ đợi các anh chị thì con xin có một cái câu hỏi như vậy thưa sư. Là cái câu hỏi của con nó là để con nhớ lại nó là có cái vấn đề người ta hỏi đặt ra như vậy thưa sư, là ở những cái nghiệp mà tạo trước cái khoảnh khắc mà chứng đạo A La Hán đó thưa sư, tức là những cái nghiệp trong quá khứ thì sau cái khoảnh khắc chứng đạo A La Hán thì cái vấn đề đặt ra đó là những nghiệp đó đó có bị sát trừ đi hết hay không. Nếu nói rằng là nó bị sát trừ hết thì tại sao các vị A-la-hán vẫn còn bị trổ quả? Nhưng mà nếu nói rằng là những cái nghiệp đó không bị sát trừ, nó vẫn còn nguyên ở đó thì làm sao mà chấm dứt được sanh tử? Thì có người họ nêu như vậy thì con nhớ là con nói rằng là nghiệp nó có hai cái loại nghiệp mà nó cho hai cái loại quả, một nó là cái quả tục sinh, hai nó là cái quả bình dịch. Thì con nghĩ rằng là nó sát trừ là nó sát trừ cái quả tục sinh, không biết có đúng như vậy hay không. Dạ con xin gửi cái mic lại cho sư. Dạ kính xin sư quan hỷ từ bi giải thích cái bài này cho chúng con được hiểu. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, thật ra đó nó sát trừ thì nó nói là nghiệp của A Rà Tam Mắt Khá đó, khi mà nó sát trừ, nó sát trừ tất cả các loại nghiệp. Nếu các loại nghiệp không đủ điều kiện để theo kịp trong khi cái vị A La Hán vẫn còn hơi thở, nghĩa là tất cả cái đó nó trở thành vô hiện nghiệp khi mà các vị A La Hán chấm dứt hơi thở mà thôi, nghĩa là cái tâm Bà Rí Niết Bàn nó phát sanh thì mới chấm dứt hết. Còn nếu không, kể từ ngày từ lúc mà A Đạt Tà Phổn quả đó, quả tứ thánh quả đó phát sanh đó, thì những nghiệp nào nó đủ năng lực nó theo kịp thì vị đó phải nhận lãnh chứ không thể nào tránh khỏi đó. Còn những cái nào nó yếu nó theo không kịp, tất cả các nghiệp mà nó theo không kịp hoặc gần kịp chỉ theo cho tới cái lúc mà cái tâm cái sát na tâm trước cái tâm tử của cái vị đó mà thôi, được tâm tử vị đó mà thôi, chứ không phải là cho quả tục sinh hay không tục sinh đó. Một cái tâm thể nó cho quả tục sinh mà cũng có thể cho quả bình nhật được. Thí dụ cái tâm mà không thể cho quả tục sinh được á, tất cả những cái loại nghiệp trong sát na thứ nhất của các việc làm của các vị đó, tất cả mọi việc làm như vậy, cái động tác thứ nhất chỉ cho nghiệp trong cái hiện tại, từ cái lúc mình làm đến cái lúc mà mình chết thôi, thành ra nó chỉ cho quả bình nhật mà thôi. Đó là cái tâm sở từ trong cái động tác thứ nhất. Cái động tác thứ bảy nó có thể nó cho quả tục sinh hoặc quả bình nhật trong cái kiếp thứ hai mà thôi. Còn từ thứ hai tới thứ năm đó thì nó có thể nó cho quả từ cái kiếp thứ ba, có thể tục sinh hoặc có thể bình nhật từ cái kiếp thứ ba cho tới khi nào Bà Rí Niết Bàn Na Chitta phát sanh, tức là cái tâm thử của Bậc A La Hán đó. Thành ra những nghiệp nào mà từ trong cái tâm cái động tác thứ hai đó cho tới động tác thứ sáu đó, như trong từng vô lượng kiếp đó, nó có khả năng theo nó cho quả bất cứ lúc nào,
chứ không phải là tục sanh hay là bình nhật gì đó, cho quả bất cứ lúc nào nếu nó ở cho thì theo kịp trong thời bình nhật thì nó cho quả trong thời bình nhật, nó theo kịp trong cái thời ông đó vừa thử phát sanh, nó theo kịp nó vẫn cho quả trong cái lúc đó như thường, là quả tục sanh. Thành ra mình hiểu vậy đó, nó cho quả tất cả chứ không phải là cho quả tục sanh hay quả bình nhật gì cả, tất cả nó theo kịp lúc nào thì nó cho quả lúc đó. Thành ra các vị A La Hán vẫn bị như thường, bị từ cái lúc mà sau khi đắc đạo đắc quả cho tới cái lúc hết tuổi thọ đó, lúc nào cũng theo cái bị nghiệp, cả nghiệp tử lẫn cái nghiệp mà bình thường. Nghiệp tử là như thế nào? Những cái gì đắc đạo quả tột mạng đó, nó theo kịp là cái gì đó đắc đạo quả xong chưa kịp hưởng là con tắc thở như thường, là nó tùy theo cái nhiệm vụ mà khi nó cho quả. Đó, trả lời cái vấn đề về nghiệp vậy. Bây giờ trả lời câu hỏi vừa rồi, câu hỏi tuần trước đó, hỏi cái vô lượng định đó. Cái vô lượng định đó là cái định trong các tâm siêu thế mà thôi. Bali giải thích cái chữ Appamanang đó là Lokottara Samadhi. Lokottara Samadhi thì cái Lokottara Samadhi đó, đó cũng nói là cái Samadhi trong cái tâm quả đó thôi, nhưng mà một số cái vị A Chan của nghĩa là cái vị mà chú giải sư đó cũng không, cũng có thể là không có cái sự đồng nhất với nhau. Thành ra chúng tôi thấy có hai phần. Phần thứ nhất người ta chỉ nói là Lokottara Arahata Phala Samadhi, tức là cái định trong cái tâm tứ thánh quả mà thôi. Nhưng cái vị khác, có một số vị khác thì nói là Makkha Samadhi, tức là trong tâm đạo. Tại vì khi mà cái bậc mà không phải bậc tháng đó, mà bình thường thời bình nhật của họ vẫn còn phiền não như thường, thành ra nếu khi nào nhập thiền quả thì mới đạt được cái đó, mà không nhập thì vậy. Thành ra có những cái chỗ nó được giải thích khác nhau, nhưng mà nói chung chung là tức là cái định trong Lokottara, lời Lokottara Samadhi tức là định trong các tâm siêu thế mà thôi. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính tri ân sư. Dạ nhưng mà con nhớ cái trong cái đoạn kinh đó thưa sư, nó có một cái chỗ á là nói rằng là cái định này á là không phải là cái sự chế ngự gò ép. Cái định vô lượng này nó không phải là cái sự chế định gò ép mà thường xuyên liên tục. Nhưng mà khi mà mình nhập định là coi như là mình phải có một cái sự chế ngự trong một cái khoảng tạm thời nào đó những cái phiền não. Mà trong cái đoạn kinh đó thì lại nói rằng là không có chế ngự, không có gò ép. Thì con cũng không hiểu cái chỗ đó là như thế nào. Tại vì cái định thì nó phải chế ngự tạm thời đúng không sư? Chế ngự tạm thời các cái triền cái. Như vậy thì cái này vẫn là cái định của thánh thánh quả định hả thưa sư? Thánh quả định, nhưng mà thánh quả định của tứ quả hay là của sơ quả, nhị quả, quả đều được hết. Dạ xin sư giải thích rõ hơn cái chỗ này giùm chúng con. Nam mô Bụt Thầy, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thì họ nói là tất cả các tâm siêu thế, cái định trong tâm siêu thế đều có thể là vô lượng định nếu mà lúc đó không có cái các loại phiền não. Nhớ cái lúc đó không có các loại phiền não. Thành ra nếu mình hiểu cái vụ mà cái Samadhi trong cái tâm quả mà trong lúc mà không có phiền não thì trừ phi cái gì đó đang ở trong quả mà thôi. Chứ còn nếu mà gì đó không ở trong quả, ví dụ như bậc sơ quả chẳng hạn, bình thường cũng có phiền não vậy, phải không? Đó, thành ra cái đó người ta mới không đồng ý nhau cái chỗ là tại sao mà nói là Lokottara Samadhi mà phải nói là Lokottara Arahata Phala Samadhi. Đó, hai cái là tức là cái định trong tâm tứ thánh quả. Đó. Nhưng mà có một cái gì khác thì nói chung chung tức là định trong các tâm siêu thế. Đó. Nhưng mà định trong các tâm siêu thế thì phải là không có phiền não, nghĩa là không có bị quấy phá bởi phiền não trong lúc đó. Đó. Thành ra thường thường đó, nếu mình nói về chi pháp thì nó dễ hiểu lắm. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề chế định thì nó hơi khó hiểu. Phải chi pháp là gì?
Khi mình nói cái tâm quả thì siêu thế, quả siêu thế tức là vị đó phải là bậc thánh, ngay cả nó cũng vẫn là bậc thánh như thường. Nhưng mà nếu mình nói về chế định thì cái bậc thánh là kể từ khi đắc đạo quả đó, được gọi là bậc thánh kể từ đó. Nhưng mà bình thường thì cái tâm của họ đâu phải là tâm quả không, mà họ có thể họ là tâm đại thiện, hay là tâm, nếu tứ thánh quả là tâm di tác, thấy không? Thành ra nó mới có cái chuyện mà tại sao có một số cái vị nói là Arhata Phá Lá Samathi, còn có cái vị khác thì chỉ nói là Lokottara Samathi, nhưng mà cũng có cái vị nói là Makkha Samathi. Thành ra cái này cái thuộc về siêu thế, mình đọc để hiểu chứ khó bàn lắm, bởi vì mình chưa, người chưa tới. Thành ra chú giải nói sao rồi mình lấy là hết rồi mình nói vậy thôi, chứ còn nếu mà nói chắc chắn như thế nào thì chúng tôi cũng chịu thua. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con hiểu rồi thưa sư. Dạ con kính tri ân sư. Ở trong room là các anh chị có ai có những câu hỏi nào thì các anh chị cứ từ từ chat lên rồi chúng tôi sẽ đọc lại cho sư nha. Thì để không có mất thì giờ tiết thì giờ của room giờ của sư á, thì khi chưa có ai nêu những cái câu hỏi lên á, thì chúng tôi sẽ nêu những cái vấn đề để sư giảng giải cho chúng ta cùng học. Dạ, con quay lại về cái vấn đề nghiệp á, thưa sư. Vấn đề nghiệp hồi nãy thì sẵn xin sư nói lại, nói về cái vô hiệu nghiệp á, thưa sư. Cái vô hiệu nghiệp á. Con lấy ví dụ như cái vô hiệu nghiệp nó có những cái loại vô hiệu nghiệp nào, thưa sư? Nghĩa là nó do nó ví dụ như vậy, thưa sư. Bây giờ cái nghiệp có cái nghiệp A với cái nghiệp B. Thì đúng ra đó là bây giờ là cái nghiệp A nó sẽ, cái nghiệp A nó sẽ trổ quả, nhưng mà do cái nghiệp B nó mạnh hơn cho nên là cái nghiệp B nó sẽ lấn cái nghiệp A để mà nó cho quả. Như vậy thì con hỏi thưa sư, thì cái nghiệp A đó, lúc đó nó còn hay là nó mất? Tức nghĩa rằng là nó còn cơ hội để nó cho cái quả, hay là nó không vĩnh viễn nó không còn trổ nữa? Đáng lẽ ra tới lúc này nè là cái nghiệp A nó sẽ trổ quả, nhưng mà do nó yếu thì cái nghiệp B mới lấn nó và cho một cái quả. Thì như vậy thì cái nghiệp A đó nó coi như là nó thành vô hiệu nghiệp, hay là nó vẫn nằm ở đó đợi đủ duyên thì nó sẽ trổ quả? Dạ con kính xin gửi mic cho sư và nói về cái loại mà vô hiệu nghiệp đó, thưa sư. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Vô hiệu nghiệp nó có ba trường hợp. Thứ nhất, ná hổ sĩ á quý bà cô, tức là nghiệp chưa cho quả. Cái này thì nó giống như là không chắc chắn đó, không chắc chắn là nó có quả hay không có quả, nghiệp chưa cho quả. Cái thứ hai, ná phá quý sĩ tạ cầm má quý bà cô, nghiệp sẽ không cho quả. Cái thứ ba là nát thị cầm má quý bà cô, nghiệp không có quả. Nghiệp không có quả, nó có ba chuyện: nghiệp chưa cho quả, nghiệp sẽ không có quả, và nghiệp không có quả, nghiệp sẽ không có quả, và nghiệp không có quả. Đó là ba trường hợp nói về vô hiệu nghiệp. Thành ra cái nghiệp chưa cho quả đó thì mình dễ hiểu lắm. Đa số cái nào mà nó chưa theo kịp mà nó không có cơ hội để nó cho quả đó thì nó chờ đó. Nhưng mà khi nó chờ cái vị đó mà lỡ đắc sơ quả thì những cái nghiệp mà đưa đi bốn đường ác đạo đó là cái đó nghiệp sẽ không cho quả, cái nghiệp đó sẽ không cho quả. Còn như bậc A-la-hán đó thì mà đắc quả A-la-hán rồi đó, tất cả các nghiệp nào chưa cho quả hoặc theo không kịp thì đều gọi là nghiệp không có quả. Nghiệp không có quả mới đã tạo rồi nhưng mà không thể năng cho quả được trong mọi trường hợp. Còn những cái vị khác bậc thánh thấp thì có thể có khả năng cho quả. Còn mình thì chỉ có một loại, có hai loại thôi: cái nghiệp là quá thời hạn cho quả, hoặc cái nghiệp là chưa cho quả thôi. Tức là giống như chúng tôi nói nãy đó, ví dụ như mình bây giờ tất cả những cái động tác nào trong kiếp này là động tác của thứ nhất á, thì tạo mình
tắt thở, là kể như tất cả các nghiệp đó là trở thành vô hiệu nghiệp chứ không có thể nào có khả năng cho quả. Còn cái động tốc thứ bảy đó thì nó có thể nó cho quả trong kiếp sau này, tức là có lúc có chứ, cho đó thì mình cũng không chắc. Nếu mà nó có được ấy, nhưng mà tới cái tâm tử của cái kiếp kế này đó là chắc chắn nó sẽ trở thành siêu vô hiệu nghiệp, chắc chắn là không có quả. Còn cái nghiệp mà không có quả thường thường đó là những cái pháp mà kiểu cái bậc thánh tánh tư quả đó, nhiều khi tạo vậy đó, tạo rồi xong không có. Bởi vì khi mà đắc cái đó rồi, tất cả các loại mà nghiệp xấu mà làm trong quá khứ đều không có khả năng mà cho quả đó. Nhờ quả thì dường như quả tái tục thì là tất cả các nghiệp đó là không có thể có khả năng cho quả tái tục, tức là mình gọi là nghiệp chưa không có quả đó, tức là cho quả tái tục. Còn quả trong thời bình nhật thì phải chờ cho tới khi nào cái gì đó mới ấy được. Còn phạm nhân như mình thì chắc chắn là không thể nào mình hy vọng những cái nghiệp mà tổng tốc thứ hai, tổng tốc thứ năm mà nó vô hiệu, ít khi nào không có. Nó vô hiệu khi mình đắc thánh thì mới động tốc thứ hai tới thứ năm nữa mới có khả năng. Bởi vì cái động tốc thứ hai tới thứ năm đã cho quả trong cái thứ ba trở đi, thì tính cái gì sơ quả thì ngày còn tối đa 6 kiếp nữa, là tâm tử phát sinh 6 kiếp. Tâm tử phát sinh 6 kiếp thì cái động tốc từ thứ hai tới thứ bảy đó có khả năng cho quả, có khả năng cho quả. Nhưng mà nếu mà quả trong thời tái tục của bốn đường ác đạo thì những cái đó làm thì nó không có khả năng cho quả nữa đó. Nó chỉ có khả năng cho quả trong thời bình nhật mà thôi. Còn những cái động tốc thứ hai tới thứ sáu nào có khả năng cho quả trong cõi người hoặc cõi nhân thiên đó thì lúc đó nó mới có khả năng nó cho quả. Mình nói nó vô hiện hợp chưa được đó. Thì mình cứ tính như vậy, tính cái thời gian cho quả từng cái mình sẽ biết cái nào nằm trong một trong ba cái là nghiệp chưa cho quả, nghiệp sẽ cho quả hoặc nghiệp không có quả. Nam mô Bích Tài Dạ. Dạ, Nam mô Bích Tài Dạ, Nam mô Tâm Mà Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Con kính tri ân sư ạ. Dạ, con đã hiểu về cái vấn đề đó. Dạ, không biết là có ai có muốn nêu câu hỏi thì cứ việc nêu đi ha. Rồi chúng tôi sẽ đọc giùm cho. Hoặc là ai có muốn lên hỏi đặt cõi trực tiếp với sư á thì cứ việc dệt. Dạ, thì trong khi chờ đợi các anh chị thì chúng tôi cũng nêu tiếp tục nêu câu hỏi tiếp là ở trong thiền, cái vấn đề về thiền tứ niệm xứ, con nhớ con có đọc giải về của ngài Paok phải quán đủ cả bốn thân thọ tâm pháp. Dạ, phải thấy rõ, phải quán đủ là cả bốn cái đối tượng thân thọ tâm pháp hay là cả danh và sắc thì mới có thể dẫn đến là chứng đắc đạo quả. Nhưng mà con nhớ con cũng có đọc ở đâu, đọc một cái sớ giải nào đó, cái chú giải nào đó mà của vị nào con cũng quên mất cụ thể, nhưng mà trong đó đề cập rằng là trong bốn thân thọ tâm pháp ví như là bốn cái cánh cửa thành, thì có thể chọn bất kỳ một cái cửa nào để mà đi vô trong cái cung điện. Ý muốn nói là đối tượng thân thọ tâm pháp có thể chọn một cái mà quán cũng có thể đạt đến được cái gọi là cái đạo quả. Như vậy con không biết cái quan điểm, hai cái quan điểm này nó có bị mâu thuẫn với nhau hay không. Và con kính thỉnh sư Quan Hỷ giải thích cái vấn đề này. Và con gửi mic cho sư. Nam mô Bồ Tát Dạ, kính bạch chư tôn hiện dạ, kính thưa chư quý vị. Một đối tượng nào cũng có thể quán cả bốn cái thân thọ tâm pháp hết đó. Đối với thiền tứ niệm xứ đó, bất cứ một đối tượng nào cũng có khả năng cho cái thành giả quán cả bốn cái chuyện đó. Và trong lúc bình thường đó, chưa cho tới khi chưa tắt đạo quả đó, thì lúc nào mà nó dính trong trường hợp nào mình có khả năng quán thì đều quán cả bốn.
Nhưng mà tới khi mà nó gần cái trường hợp đắc đạo quả đó, thì có cái nào mà rõ nhất, nghĩa là sáng rõ nhất, hay là cái nào là mình thành giả có nhiều cái kinh nghiệm mà nắm bắt lấy đối tượng trong cái đề mục đó đó, thì cái phần đó là cái chắc chắn đưa tới đạo quả. Thành ra nếu mà nói cả bốn là mình nói trên con đường tu tập, nhưng mà nói khi đắc thì cái nào mà ở sát đó thì mình vô được tới đó, chứ không thể nào mà lúc đó phải bốn nữa, không có. Bởi vì cũng giống như cái vô thường khổ não vô ngã ba trạng thái đó đó, nghĩa là mình chỉ thấy một cái mà thôi, nhưng mà kể là tại sao, tại vì nó nằm một chỗ. Chú giải cũng thí dụ như cái y ông sư nó có ba cái lỗ nằm chỗ đó, nhưng mà lộ trình tâm mình có một lộ trình tâm thôi, thì khi mà mình thấy mình chỉ thấy thôi, nhưng mà thật sự ra nó nằm một chỗ là ba. Thì bây giờ cũng vậy, cái lộ đạo hay lộ gì phát sanh cũng có một lộ mà chỉ thấy một tướng trạng và chỉ thấy một đối tượng trong thiền tướng niệm xứ mà thôi. Thành ra nói đó là mình phải hiểu vậy đó, hiểu là trên đường tu tập thì có khả năng quán cả bốn theo cái điều kiện của mình, nhưng mà tới chừng cái lúc mà đắc thì chỉ có một thôi, làm sao bốn, mình có một lộ trình tâm thôi mà quán cả thân cả thọ tâm pháp đâu có được. Nên anh nó phải hiểu cái technique của cái cách quán đó, là mình có thể quán bất cứ lúc nào. Còn ví dụ như bây giờ sở dĩ mà có nhiều cái trường hợp nói là tại vì con người đó, nói đây chỉ quán tâm mà thôi, đây chỉ quán thọ thôi, nói cái đó thì nói chơi được chứ không có đúng sự thật. Chúng tôi qua nhiều trường thiền nhưng chưa có trường thiền nào nói đây dạy quán thân hay đây dạy quán thọ quán tâm hay rồi thọ đều dạy quán tứ niệm xứ ở đây, chứ không có nào nói một đó. Bởi vì trong lúc mình vô đó là mình thấy có cả bốn cái chuyện đó, nhưng mà mình có khả năng về cái chuyện nào. Ví dụ như bây giờ huynh Tịnh Thông học trong trong Di Pháp thấy rõ ràng đó, một cái tâm sân nó phát sanh đó, đồ mà nó xa cái tăng tức là thọ, bà thì khá sống bà vô tăng, nó là cái sân tức là nó là cái hành quẩn rồi đó, thấy không, tức là mình quán qua cái khác rồi. Nhưng mà nếu mà nói mình không không nhất tôi phải quán tâm mới được, thì cái tướng tâm tức là lúc đó là bà thì khá sống vô tăng chứ không phải là đô ma náp nữa. Mà bây giờ nó nằm chung chỗ rồi mình quán sao, thì cái nào mình có cái kinh nghiệm như cái nào thì mình nhìn cái đó chứ mà nói phải phải lựa đâu có được, phải không? Ví dụ như hơi thở mình đó, trong tứ xứ cũng nói ra rằng hơi thở có thể quán thọ thân thọ tâm pháp. Bây giờ mình đang hơi thở thì mình ở trong cái trạng thái như thế nào thì mình có quyền quán theo cái trạng thái đó, chứ đâu phải nhất định hơi thở là phải quán thân đâu, phải không? Thành ra khi trên đường tu tập cả bốn, nhưng mà khi đắc nó một mà thôi. Dù mình xách súng mình bắn vậy, nó mình bắn là pha, nó bắn năm sáu viên nhưng mà chỉ có một viên trúng đích thôi, nó là như vậy. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ sa thú và dạ, con kính tri ân sư. Thôi xin mời các anh chị khác ở trong room nêu các cái câu hỏi để cho room nó room sôi động lên. Xin mời các anh chị. Xin mời các anh chị cứ cứ tự nhiên cứ gõ lên rồi chúng tôi sẽ đọc câu hỏi dùm cho các anh chị. Dạ, do vậy thì con cũng không có làm mất thì giờ của sư. Dạ. Cái hơi thở của mình đó, xem đó là yếu tố gió. Con nhớ là trong những cái mấy cái loại mà trạng thái gió thì trong đó là có cái hơi thở vô, hơi thở ra nó cũng là gió. Như vậy khi mà mình biết cái sắc chân đế của hơi thở đó, thì lúc đó là mình biết bằng cái là thân thức ngay cái nhân trung, hay là mình biết bằng cái giác quan nào thưa sư? Khi mình biết cái sắc chân đế của hơi thở là gió đó, là lúc đó là mình đang biết bằng cái thân thức, biết bằng cái thân thức, hay là mình biết bằng, con thấy hình như chỉ có cái thân thức thôi chứ còn không biết là còn cái thức nào. Và con kính xin là sư giảng rõ hơn cái chỗ này ạ. Tức là thấy sắc chân đế của hơi thở là mình dùng cho sự.
Nam mô Bố Thầy Gia dạ, kính bạch chư tôn này dạ kính thưa chư quý vị, thấy tất cả các điều thấy trong trong vấn đề mà tu tập thiền đều phải thấy bằng lỗ ý hết á, tức là ý thức chứ không thể nào là thân hay là nhãn thức nhĩ thức, là ngủ xong thức không thể làm việc được. Huynh Tịnh Thông đã nhớ cái như vậy thì thấy rõ cái đó lắm. Khi ngủ thanh chỉ có một lỗ trình tâm mà thôi, nên nhớ đó, ngủ thức là phát sinh lỗ tâm. Cái lỗ thứ hai sau khi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thân đó là cái lỗ đó gọi là ati tạc khá ná quý thị. Rồi sau đó một hay là một lỗ nữa mà thôi, lỗ trong ngủ xong thức nữa mà thôi, rồi mới cái lỗ thứ ba đó là sa mô hoặc khá ná quý thị. Thành ra cái lỗ ngủ không thể nào hành thiền được cả. Không không để hành thiền được cả. Thành ra mình thấy khi nào mình hơi thở mình để cái niệm của mình vô cái lỗ mũi để mình quan sát cái xúc mà thôi, chứ lúc đó không thể nào quan sát bằng cái thần thức được, mà phải là ý thức, nghĩa là mano vinya ná đó, chứ không thể bằng là vô sổ tạ kha ná chiêu hả vinya ná gì cả. Mình nhớ cái chuyện đó. Đó. Bởi vì cái lỗ ngủ nó không thể phát sinh nhiều bằng lỗ các lỗ trình lỗ ý. Lỗ ý mới có thể liên tục, nếu cái mình mạnh rồi đó thì nó không quay qua lỗ ngủ nữa, mà nó đi rẹt rất nhiều cái lỗ ý tiếp tục thì nó mình mới thấy được cái đó. Chứ không phải thường thường đó là mình phải, nhưng mà mình phải biết cái đó đó, cái hơi đó, đó nó phát sinh do đâu. Chứ không phải ấy. Ví dụ như cái hơi đó thì thường thường đó người ta ví dụ niệm phòng xẹp đi. Mình niệm phòng xẹp mình nói mình thấy bụng phòng cái này kim sùm ấy, cái đó là không đúng nhân ý của mấy ông thiền sư cái môn đó đâu. Đó. Mà niệm phòng xẹp để thấy cái gì? Thấy trạng thái của chịt tà chá hòa vô tha tụ. Tức là cái trạng thái di động của chất gió phát sanh từ tâm. Chứ không phải để quan sát cái bụng phòng cái xẹp. Đúng không? Bởi vì bụng phòng cái xẹp nó là chế định pháp chứ không phải là chân đế pháp được. Mà tất cả đối tượng của được gọi đối tượng của thiền minh sát thì nó phải là chân đế pháp, cho nên là thực tinh pháp thì không có được. Đó. Khi nào mà cái tâm mình vẫn còn bắt được cái chân đế pháp chưa được đó, mà chỉ bắt cái thực cái chế định pháp đó, thì lúc đó mình là mình hành về niệm mà thôi chứ không phải là hành thiền. Lúc đó mình niệm mà thôi chứ không phải hành thiền. Ví dụ như mình biết cái đó nó phòng biết cái kia biết cái gì gì đó, căng hay là gì dùng là do niệm nó biết. Còn nếu mà trí tuệ nó biết thì nó phải biết tận nguồn gốc của cái điều kiện đó, tức là mình phải thấy danh sách rất rõ ràng, chứ còn không phải là vô rồi mình niệm phòng a xếp a phòng a xếp a rồi cũng nói mình thấy này thấy kia, cái đâu không có thấy gì hết. Bởi vì mình niệm đó là chỉ dựa vào chế định mà thôi. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ rất là rõ ràng. Dạ con kính tri ân sư là Nam mô Bố Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ bây giờ phải chờ các anh chị nào có câu hỏi cứ việc đưa lên để đổi không khí. Dạ rồi, có câu hỏi của Hoàng Phương 4 là kính bạch là sư, quả báo của lễ dân y tắm mưa là gì? Và dạ, kính xin ngài giảng dạy cho chúng con được rõ. Và dạ, con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bố Thầy Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Nói quả báo là cái gì thì không ai biết được đâu ha. Nhưng mà ăn thua cái lời nguyện của mình, nguyện như thế nào khi mình dân y tắm mưa thì những cái điều nguyện của mình nếu đầy đủ cái điều kiện nó thì có thành thể thành mà thôi. Chứ còn hãy mà mình nói quả áo lễ nghi tắm mưa là gì, mà nếu ông sư ông giảng sư nào ông nói lễ nghi tắm mưa để kiếp sau có y chẳng tắm không là đủ mệt rồi ha. Nên là mình không thể nói gì được. Thường thường quý vị làm bất cứ cái phước gì đó, thứ nhất là có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là cho người, chuyện thứ hai là cho mình. Cho người tức là cho người cũng có hai phần. Phần thứ nhất là cho người chết, tức là mình gọi là hồi hướng. Phần thứ hai là mình cho người sống, tức là mình nói để người ta tùy ý phước báo mà mình làm. Còn cho mình là cái lời nguyện,
để mình hướng dẫn cái quả của cái pháp mà mình đang làm, tức là nguyện cái báo của lễ nghi này, thì chúng tôi có thể hiểu được những cái gì mà Đức Phật giảng dạy, hay là để diệt trừ phiền não gì đó, thì mình cứ nguyện đó. Thì từ từ mình làm riết thì nó ấy, chứ còn phi không biết cái quả không, quả báo lễ nghi là gì đó không ai nói đó. Ngay quả báo của lễ dân y thứ thiệt thì nữa mà không ai biết chắc chắn nó là cái gì đó nha. Tùy thiện khi mà nó cho quả và điều kiện mà nguyện trong tâm mình từ lâu, mình muốn được cái hậu quả như thế nào, mình làm cái đó mình nguyện thì nó sẽ đưa tới cái đó. Chứ còn ví dụ như bây giờ mình đi làm để gì, mình có tiền mình mua gì thì theo cái thiện mình có, chứ hỏi mình đây đi làm cái quả của đi làm này, đây là tiền lương là nói cái đó thì thôi, chứ làm sao đâu không có giải thích được gì cả ha. Nó mua với thầy á. À, sa thú sa thú, lành thầy. Và con thấy Hoàng Phương cũng đã gửi lời tri ân sư rồi, mời xin mời những anh chị khác. Nè, để con chừa cái thời gian để cho các anh chị ra gõ. Rồi thì trong khi các anh chị cứ việc gõ từ từ đi, rồi nhà con xin gửi một cái vấn đề ra với sinh sư giải thích. Là có quan điểm mà cho là vi diệu pháp, cái Abhidhamma này là do Đức Thế Tôn thuyết giảng ở trên cung trời Đạo Lợi cho các vị chư thiên. Như vậy thì vi diệu pháp chỉ thích hợp với lại cái căn cơ là của những cái vị thiên tử, những cái chư thiên thôi, còn với nhân loại thì lại là không có thích hợp để mà học cái môn vi diệu pháp này. Thì cái một điểm họ nêu ra như vậy, lấy cái cớ như vậy để mà đại khái không muốn học hay sao đó, ví dụ như vậy. Thì họ nói rằng là đây là cái giáo pháp mà được thuyết ở trên cung trời Đạo Lợi tam thập tam thiên, cho nên chỉ thích hợp với những cái căn cơ là những vị chư thiên thôi, còn đối với lại nhân loại thì nó không hợp. Thì như vậy chỗ này mình sẽ giải thích như thế nào, và con kính thỉnh gửi mic lại cho sư. Nam mô Bổn Thà Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó là Đức Phật dạy di pháp là dạy có người này nè, nhưng mà không có nhiều bằng chứng là cái bài cái pháp đầu tiên đó, cái bài chuyển pháp luân đó là đề cập tới những cái chi pháp trong những cái gì được dạy trong di diệu pháp. Nhưng mà thường thường đó, khi mà người ta đề cập tới cái vấn đề đó là lý do là tại sao, tại vì so với cái chiều dài của cái bộ cái tạng di diệu pháp đó thì cõi người không thể nào có người nào mà ngồi nghe từ được cả. Theo chú giải đó, mà cái nội cái quyển cuối cùng đó, nó bộ bạch Đức Phật thuyết trên đó, nếu mà in ra bằng sách giống như mình in bây giờ là khoảng 3 triệu quyển như vậy đó, thì quý vị cứ nghĩ rồi mình đọc bao lâu mới hết. Nên thành ra không có ai mà ngồi, nghĩa là mình tính thời gian trên đó, nếu mà tới thiệt 3 tháng như này không ai vô mà ngồi trong kỳ duyên mà 3 tháng đó nghe cái gì pháp đó. Thành ra dưới này đó, khi mà thuyết mỗi lần thuyết chút chứ không có thì nhiều, nhưng mà ta nó được nguyên bộ vậy đó thì nó mới ra cái vụ mà lên cung trời thuyết. Cũng có thể ngày lên cung trời ngày thuyết cho bằng hậu gia, nhưng mà thuyết như thế nào bao nhiêu thì mình không có biết. Nhưng mà những sự lụng lặt của tất cả các điều mà mình được học là ở dưới này chứ không phải trên đó ha. Bởi vì ngài thuyết nên đó cái âm thanh của ngài đó nó nhanh ghê lắm, chứ nó không có giống như mình ha. Còn dưới này thì lâu lâu có một cái rồi cái người mà thì nếu mà mình nói mà chỉ thuyết ở đâu xa không ở dưới này thì thành ra cái lời của ngài Ananda nói là nó trật đất thì sao
Thì nó chính tại lỗ tai tôi nghe từ miệng Đức Phật 42.000, 82.000 pháp quẩn và 2.000 pháp quẩn từ các bạn đồng phẩm đó rằng Ngài nó ra đâu lên cõi trời đâu à, phải không? Ngài đâu đi theo Đức Phật để nghe đâu đó. Anh đã phải nghe này, nghe ở dưới này chứ không phải nghe, nghe trên đó. Nó có nhiều cái chuyện nói ra thì không thể nghĩ bạn được, bởi vì mình không có sống tại đó, ra trí tuệ mình nó yếu quá nên mình không biết tại đó như thế nào. Nhưng mà đại khái là theo chúng tôi, Ngài cũng có thể thể thuyết đó, cũng thể thuyết chứ, nhưng mà chắc chắn Ngài phải thuyết dưới này đó. Mỗi ngày Ngài thuyết mớ rồi Ngài nó đang nghe được, Ngài mới lặp lại cho như vậy. Còn bên kia Ngài có thuyết bao nhiêu ấy thì cái đó chỉ Ngài sẽ được tạ được nghe mà thôi, theo dòng kinh điển. Thì ngày nào ngày cũng phải xuống để đi trị bệnh, bởi thân người là thân ngài là thân người không thể nhịn đói quá lâu được, nên ngày nào ngày phải xuống ngày đi trị bệnh để ngày độ. Vậy đó thì ngày ngày sẽ được tạ lên đánh lễ ngài, thì ngài nói ở bữa nay bao nhiêu chuyện vậy, bao nhiêu chuyện, nhiều chuyện vậy, nó là theo tiền thiết như vậy. Nhưng chắc chắn là những cái lần mà ngài thuyết chắc chắn là phải ở những cái điều mình nghe là phải chắc chắn phải ở dưới này. Còn ngài thuyết ở ngôn trời nó nhiều lắm, giống như chúng tôi nói đó, chú giải tết là cái âm thanh của ngài là nó khủng khiếp. Mình một ngày nói được 12 âm, mình nói cái chứ mình nói một âm ngài, cái ngài nói được 28 âm tất cả đó. Thành ra ngài lên nó ngài thuyết nhanh vậy là nó mới nhiều đó. Ngài một cái vị mà rất giỏi về bạch bạch thả ná đó, của Miến Điện đó, thì trong cái ngài có giác trưởng bộ chú giải về bộ bạch thả ná, ngài nói nếu con người ta đó mà sống được 100.000 tuổi mà mỗi một ngày mà tụng được 110.000 câu đó, thì người ta phải cần cái tuổi thọ cỡ đó mà tụng hết, tức là sống 100.000 năm mà mỗi ngày tụng liên tục ngày 10.000 câu 10.000 câu thì mới hết cái bộ gì diệu pháp. Thì quý vị biết nó khủng khiếp thế nào. Thì mình nói bây giờ cái chuyện quan trọng là ngày thiết ở đâu, cái chuyện đó nó không quan trọng. Cái chuyện quan trọng là mình hạ thủ con vô học để thấy sự lợi ích của cái pháp mà ngài Đức Phật đã dạy. Chứ còn mình ngồi bàn ra để mình khỏi học thì cái chuyện thời gian vô ích và cái chuyện nó không có lợi lộc gì cho mình và cho ai hết. Thành ra cái hạ thủ con vô học thôi, rồi đem áp dụng trong đời sống hàng ngày thì coi như thế nào. Cái chuyện gì thì mình không có bàn, nhưng mà cái chuyện mà chỉ cần hiểu biết cái căn bản gì về pháp không á, mình đọc từ kinh tế năng xứ mình nhận thấy nó hoàn hỷ hơn là cái người mà không có học gì về pháp đó. Quý vị đi hỏi từ ai biết liền, không học về pháp rồi đọc cái bài kinh tế năng xứ nhiều khi không biết cái gì là cái gì. Còn mình anh chỉ có căn bản thì nó khác. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á, con kính tri ân sư. Dạ như vậy thì như sư hồi nãy trình bày đó, là cứ mỗi 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 sư sư giải là cứ mỗi một ngày sau khi mà Đức Thế Tôn giảng xong cái một cái bài ở trên cung trời thì ngài xuống dưới đây đi khất thực và nói lại cái bài đó cho ngài Sariputta. Thì sau này con nhớ là các cái 500 cái vị tân tỳ kheo mà có tiền kiếp là 500 con dơi đó, thì học lại cái vi diệu pháp này là từ ngài Sariputta. Như vậy thì cái phiên bản mà lưu hành ở dưới trần mà hiện giờ mà chúng ta đang được học ở đây á, thì có phải chăng đó chính là cái phiên bản mà ngài Xá Lợi Phất đã dạy lại cho 500 cái vị tân tỳ kheo đó, chứ nó không phải là cái phiên bản mà Đức Phật giảng ở trên cung trời Tam Thập Tam Thiên, tức là nó là một cái bản thu gọn lại thôi. Là tại vì cứ mỗi một ngày thì Đức Thế Tôn xuống giảng lại cho ngài Sariputta, rồi sau này ngài Sariputta mới giảng cho 500 cái vị tân tỳ kheo. Không biết như vậy có như vậy là cái bản mà chúng ta đang học ở đây đó, nó là cái bản mà từ ngài Sariputta dạy lại, có phải như vậy không, kính thưa sư? Dạ, con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, giả kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó, nếu bây giờ đa số mình ai cũng vậy hiểu như vậy, nhưng mà chúng tôi vẫn có question cái chỗ đó.
Nghĩa là ngài Ananda ngài nói là tôi nghe từ miệng của các bậc đồng bộ mạnh của 2000 pháp quẩn mà thôi, đó tức là 2000 bài pháp thôi. Thì nếu mà nói 2000 bài pháp như vậy thì đâu phải nghe từ cái ngài Sariputta phải không? Phải nghe từ Đức Phật chứ. Chứ nếu mà nói bây giờ mà mình học cái phiên bản của ngài Sariputta dạy cho mấy mấy cái người mà theo cái trong nhóm của ngài không á thì nó phải nhiều chứ. Nếu anh này vậy thì nếu ngài nó ra ngập lại thì tôi phải nghe 40 mấy ngàn pháp quyển từ miệng của bạn đồng vô hạnh chứ, chứ đâu phải giỡn đâu. Là nó cái đó là những một trong những cái mà rất nhiều người question, mà question rồi thường đã các mấy cái vị hồi xưa dạy gì pháp cũng không ai dám trả lời đó. Chúng tôi cũng chỉ để question vậy thôi chứ cũng không dám trả lời, bởi vì mình không biết cái phiên bản đó có thể là một phần của cái ngày mấy cái vị đó, và một phần đó Đức Phật nói tóm tắt một số điều gì của cho ngài Ananda nữa, mình cái đó thì mình không có rõ. Nhưng mà nếu mình dựa theo cái lời ngài Ananda nói trong lần cái tập tâm tạng lần thứ nhất á, ngài nói chính tôi nghe từ miệng Đức Phật là 82.000 bài pháp, nghe từ miệng của các bậc đồng vô hạnh 2.000 bài pháp. Như vậy hai bài pháp nếu mà mình tính á, thể ra cả thật thể đi cà thạc bà tỳ sẩm phi tha mắt khá, rồi kinh tập thượng, kinh sẵn kỳ tỳ sụt tạ kia để kim sùng đó, thì mình tính hết cái đó thì cái phần còn lại phải do từ miệng Đức Phật nói ra chứ, phải không? Nhưng mà cái đó thì thôi cũng cứ để đó thành một cái dấu chấm hỏi đi, chứ còn bây giờ mình không có tha tâm thông để biết rõ mà để nói ra thì nó không hợp lý, mà nhiều khi nó còn nói trận nữa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ con đã hiểu cái ý của sư rồi. Dạ hợp lý, giải thích như vậy con thấy cũng 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 có cái lý à thưa sư. Dạ. Tức là mình dựa vô trong cái bài kệ là ngài Ananda đã nghe được 2000 pháp uẩn từ chư tỳ kheo phạm hạnh. Dạ con nhớ. Dạ con nhớ. Dạ. Rồi xin mời các anh chị nào có câu hỏi thì cứ việc nêu lên nè. À, chúng tôi sẽ đọc dùm cho các anh chị. Dạ có ai cứ việc gõ lên đi. À, xin mời các anh chị. Dạ con thấy có câu hỏi rồi. Con thấy có câu hỏi của Hoàng Phương 4 là kính bạch ngày nay có những cái trường thiền nào hướng dẫn thiền dùng đề mục Kasina hay không ạ? Lợi ích của pháp hành thiền này đó là cái gì? Dạ con gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó bây giờ thì ít có trường thiền nào mà dạy ngoài trừ những trường thiền mà ở trong rừng để dạy những cái gì ta tập để ta luyện thần thông mà thôi. Bởi vì cái ít của cái pháp hành thiền Kasina đó, thứ nhất là để luyện thần thông, thứ hai là để tu lên các tầng thiền cao lên được. Chứ còn những cái đề thiền khác, đề mục khác thường đó là nó chỉ tới sơ thiền thôi. Đi tới đủ năm thiền và có thể tập được ấy thì nó chỉ có 11 cái đề mục mà thôi, tức là 10 cái Kasina với cái thứ hai là cái hơi thở. Thành ra đa số, nhưng mà bây giờ đa số trường thiền thì phải dạy hơi thở. Lý do là người ta dạy hơi thở là tại vì cái thiền mà hơi thở đó vừa hành được cái thiền chỉ và vừa hành được thiền minh sát nữa. Còn những cái đề mục khác thì thường đa số là nó nằm trong cái thiền chỉ không mà thôi. Thở là một trong những cái đó. Thường đó là cái trong những cái đề mục mà quý vị coi trong bài kinh Tứ Niệm Xứ mà về đề mục niệm thân đó, thì nó có một số cái đề mục mà có thể hành vừa thiền chỉ với hành thiền minh sát được. Có những cái đề mục thì phải chỉ hành được thiền minh sát không mà thôi. Nhưng mà đặc biệt là trong những cái đề mục nào trong thiền tứ niệm xứ
đều hành được cả thiền chỉ và thiền minh sát, chứ không có đề mục nào mà hành thiền chỉ không đó. Nhưng mà đa số bây giờ thì người ta áp dụng cái đó, thành ra ít có dạy cái những cái mà thiền chỉ không là như vậy đó. Bởi vì thứ nhất nó không hấp dẫn, thứ hai người ta muốn được cái gì, chứ còn nếu mà làm ở casino gì thì mình có thể là mình về nhà mình làm cũng được đại khái vậy đó. Thường thường đa số thì mấy ông sư đa số cũng vậy đó, tôi sẽ lấy cái miếng giấy vàng để làm màu để hành nó dễ, để cho tôi cái tâm nó yên tĩnh thôi, chứ không có đắc gì đó. Bởi vì đắc phải công phu dữ lắm. Đó, thành ra cái ví dụ như cái đề mục hơi thở mà hành vừa thiền minh sát, vừa thiền chỉ thiền minh sát được cả hai. Rồi trong trong thiền niệm thân đó, rồi tới thứ hai là về thể trược, tức là cây xả lô ma đó cũng vừa hành thiền chỉ được, hành thiền minh sát được. Và cái thứ ba đó là một bất tịnh, tức là quán về tử thi cũng hành vừa thiền chỉ và vừa thiền minh sát được. Còn mấy cái khác thì thiền minh sát, hầu hết các đề mục của trong bài kinh tứ niệm xứ thì chỉ thiền minh sát mà thôi. Chỉ có 4-5 cái chuyện mà chúng tôi nói là hành cả hai thôi. Thành ra quý vị mà vô mấy cái trường thiền họ dạy thiền tứ niệm xứ đó thì quý vị có thể hành được cả hai, tức là thiền chỉ bây giờ thiền minh sát là dựa vào đề mục hơi thở, đề mục thể trược và đề mục bất tịnh bất mỹ, thì vô đó học, chứ không cần phải lựa chọn cái xin áo này kia, phải về mua kiếm đất sét màu mặt trời mới mọc màu đó này kia dùng nó có lúc, thành ra giờ không ai làm hết đó. Nam mô Bích Thầy á. Dạ, con xin kính tri ân thay mặt trong room kính tri ân sư Liễu Tông ạ. Dạ, Hoàng Phương 4 cũng là gửi lời kính tri ân sư rồi. Thì sẵn sư nói về trong cái vấn đề về về thiền chỗ này, thì sư có cái ở trong 89 tâm á, thì nó chỉ có duy nhất là có cái tâm sân là nó thọ u thôi. Chỉ có hai cái tâm sân là thọ u. Nè, con thấy trong cái sơ đồ cái chi nêu bản nêu chi pháp đó, trong cái 89 tâm thì có hai cái tâm sân là nó thọ u. Nhưng mà rõ ràng là khi những cái người mà họ tu tập họ quán những cái đề mục mà bất mỹ á thưa sư, thì họ vẫn sinh được cái thọ, sinh được cái sự nhàm chán, tức là họ cũng có cái thọ u. Nhưng mà khi đó cái tâm của họ không thể là tâm sân. Thì như vậy thì cái chỗ này mình sẽ giải thích như thế nào là con kính thưa sư. Cái nghĩa là trong bản nêu thì nói rằng là thọ u thì xuất hiện ở hai cái tâm sân. Nhưng mà trên thực tế thì những cái vị mà hành thiền á, mà họ quán những cái đề mục mà tử thi hoặc là quán những cái đề mục thể trược bất mỹ, thì họ cũng có cái thọ u, họ nhàm chán. Nhưng mà lúc đó tâm đó thì không phải là tâm sân. Tâm đó là tâm thiện. Nhưng mà như vậy thì chỗ này mình giải thích như thế nào? Con kính gửi mic lại cho sư. Con cũng chưa hiểu rõ chỗ này. Nam mô Bích Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, khi người ta luyện tới cái độ đó đó thì cái sự nhàm chán không phải là thọ u nữa, mà sự nhàm chán là do trí tuệ thấy rõ cái điều mà
tuệ thấy rõ cái điều mà cần phải loại bỏ. Thường thường thành ra khi mình dịch những cái đó là nhiều khi mình rất khó hiểu. Tại thường mình dịch nghĩa là nói trắng ra đó, vị nào mà có học Pali đó thì mới thấy rõ. Trong Pali có phân tích là trong cách nói của người đời đó có 12 cách chánh và 40 mấy cách phụ đó. Thành ra khi người ta dịch người ta cũng dựa vào số cái đó, nhưng mà tại vì mình không học không phân biệt thì mình không biết. Ví dụ như người ta dịch là khi người ta dịch tới nói tới cái quả, nhưng mà cái người nghe phải hiểu cái nhân. Hoặc là ngược lại, người ta dịch khi người ta dịch ta nói tới bên một phần mà mình phải hiểu cái phần khác nữa. Đó, nói một góc trong góc, nói bên hông hiểu bên cạnh, nói đuôi hiểu đầu, nói nhân hiểu quả, cái đó là những cách trong Pali á. Thành ra khi mình ở dưới ngoài mình dịch từng dịch tới tuệ chán nản thì mình tưởng lúc đó sợ hãi gì đâu phải. Cái thấy cái điều đáng sợ hãi với trí tuệ, chứ không phải là lúc đó cái tâm nó đang sợ hãi. Đó. Mình nói tới cái quả nhưng mà mình phải hiểu cái nhân là gì, là mình trí tuệ mình nhàm chán cái đó. Mình thật sự là mình nói trí tuệ nhàm chán này nhiều khi mình cũng khó hiểu, nhưng mà tiếng Việt mình yếu mình không biết dùng những cái từ gì, nhưng mà trí tuệ thấy rõ cái điều đó đáng điều ghê tởm, đáng điều nhòm nhàm chán, chứ không phải là cái tâm lúc đó nó nhàm chán. Bởi vì nó mới đi lựa đề mục thích hợp là vậy. Thích hợp nó, mình nói chữ đó người ta nghe người ta cũng hiểu, dễ hiểu lầm. Lựa cái đề mục nó phản lại với cái cá tánh của mình, chứ không phải là thích hợp với cá tánh. Ví dụ cái người sợ ma thì cũng bây giờ ông thiền sư cho đi quán xác chết bây giờ đó. À. Hay là cái người mà thích đẹp thích ấy gì thì những cái đề mục mà làm cho cái sự thích thú tới cái tham nó phát sanh thì mấy thiền sư cũng không cho làm. Thành ra khi mà cái sự giống như sợ, mình nói là sợ hãi mấy cái đó đó, cái đó là do trí tuệ nó thấy cái đó là cái điều mà đáng lẽ là mình nên tránh xa. Tại sao mình ngồi đây vậy, chứ không phải là cái tâm sân nó phát sanh. Cái thọ ưu đó nó phát sanh trong những trường hợp mà mình dùng nó để quán một số cái điều kiện khác, chứ mình nó không có nằm trong cái đối tượng được. Bởi cái đối tượng nào mà làm cho tâm sân phát sanh được á, thì cái đối tượng đó mình phải tránh xa rồi, thì làm sao mình có thể được. Nó cái người mà đi quán về bất mỹ đó, người ta là cử nhiều chuyện lắm rồi, huynh biết ha. Hồi xưa mà chúng tôi mà mỗi lần đi coi đốt xác chết á, là nhiều khi phải ăn chay mấy ngày đó chứ không phải không được. Quỷ sợ mấy cái nhà quỷ mà nó khi mà đốt nó có cái mùi cái nó tới đó, là nó thấy mình có mùi giống nó cũng phiền đó. Người ta nói mình chưa, cá nhân thì chưa bị, nhưng người ta nói nhiều khi nghe mình cũng ớn đó. Thành ra phải hay là chỗ cái nghề địa trong trong chỗ chúng tôi hành thiền đó, hay có xác chết quăng vô thì ông cả ông biểu xuống đó, thì trước khi mà ông biểu đi xuống là trong 1-2 ngày đó là không được ăn đậu hay là không được ăn mặn gì, ông chồng phải ăn chay để cho cái người nó không có đừng có mùi đó, phải ngồi trên gió hay sao dưới gió hay sao, nó nhiều chuyện lắm, chứ không phải dễ, không phải đi quá xác chết là dễ đâu đó. Rồi mình làm hết điều kiện đó mình mới bắt đầu mình đi xuống đó mình quán ngang. Mà mình nói cho cái mình mà bắt đầu sợ là mình không có chim quán được đó, bây sợ cái tâm nó kỳ lắm. Nếu vô đó thấy cái xác chết là cái mình, nếu mà không mình là cái người sợ ma thấy cái xác chết nó kỳ ghê lắm, chứ nó không có dễ đâu, ra khỏi quán thì ra nói ông thiền sư là con làm cái này không được, để ông kiếm đề mục khác cho mình, chứ đâu có ngồi quán đâu mà tâm sân nó phát sanh, không có đâu đó. À, nó có rất nhiều chuyện vậy đó, đi quán xác chết hay là đi xuống nghĩa địa gì này kia, nó có điều kiện rất là xa, đứng trước gió dưới gió làm sao, trên gió làm sao, như thế nào đều có hết đó. Mà cái đó là mình mới là thành ra cái điều, những cái điều kiện mà tiền sư ở trong trường thiền họ bắt vậy đó, thành ra những cái tâm xấu mình rất ít khi nó phát sanh, nó rất ít khi từ khi mà nó phải rùng rợn ghê lắm, hay là cái người nô tu 1-2 ngày mà ông tiền sư cũng bắt đi vậy đó. Nhưng mà thường bắt phải cho cái người mà đỡ theo ông sư mà đỡ đầu theo. Nhưng thôi không phải nói, chứ gặp những trường hợp đó nếu mà cái tâm sân nó mạnh quá, nó sành giống tửng lắm, chứ không phải giỡn, tửng liền chứ không phải dễ. Rồi có nhiều cái đó rất
nó không giống như mình nói thí dụ lên rung hay lên ấy mình khuyên người ta đi hành thiền quá niệm về xác chết tử thi này kia, nó không phải dễ đâu, nó rùng rợn ghê lắm chứ không phải dễ giống như mình nghĩ. Thành ra mấy cái đó ông thầy sư cũng kỹ lắm, vô ông hỏi tới lui để ông biết cá tánh mình như thế nào rồi ông mới cho đi quán cái gì quán cái gì, chứ không phải vô đó là cái xuống xuống nghe địa đi coi xác chết mà quán không có ha. Thành ra cái chuyện mà cái thọ u đó không thể nào phát sinh lúc mình có những cái đối tượng mà nó tương đối nó phù hợp với cá tánh của mình để mình quan sát trong lúc đó. Thành ra không phải cái vụ mà sẽ cái tâm sao nằm mồ với thầy á. Dạ con kính tri ân sư. Dạ mới đầu con cũng nghĩ như vậy, mới đầu con cũng có cái nghĩ là nó không phải là thọ u. Dạ trong những cái trường hợp mà những cái vị đó quán tướng bất mỹ như vậy thì nó là cái tâm thiện thì nó không thể là cái thọ u được. Nhưng mà sư là con nhớ rằng là có một cái bài kinh hình như là bài kinh Đa Thọ thì phải, ngài Sariputta dạy thì phải, là thọ nó có cái loại thọ nên có mà nó có cái loại cảm thọ không nên có. Những cái cảm thọ mà nó liên quan đến cái sự mà xuất ly á, nekkhamma thì ngài khuyến khích rằng là nên có, nên gần. Nhưng mà những cái thọ mà nó liên quan đến là gọi là năm dục á, năm dục trần á, thì là mình nên xa lánh. Thì trong trường hợp này mình hiểu như thế nào thưa sư? Dạ con kính gửi mic lại cho sư và kính xin sư giải thích thêm cái chỗ này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Bất cứ các loại thọ nào vậy, mình có năm loại thọ đó. Mà cái loại thọ nào nó có thể nó làm cho cái trí tuệ trong thiền minh sát phát sanh được mà không trở ngại thì cái loại đó nên thân cận và nên để nó tiếp tục phát sanh được. Còn cái những loại thọ nào mà khi mà nó phát sanh với cái đối tượng nào mà nó làm cho cái ngũ dục mình nó có năng lực thì những loại đó nó nên tránh xa. Phải nên tránh xa chứ không thể nói đó. Thành ra không phải cái lúc nào mà cái pháp xấu mà nó cũng là cái pháp mà mình phải xa lánh cả. Có những cái pháp xấu mình cần, mình phải tìm hiểu gần gũi để biết nó, để mình có thể mình tạo một số cái điều kiện để cho pháp hành hay là cho cái đời sống của mình. Có những cái pháp tốt, nhiều khi mình cũng phải xa lánh như thường chứ không phải không. Bởi vì cái pháp tốt nó vẫn thể là cái nhân, nó đưa tới cái pháp xấu phát sanh. Đó. Mình đừng tưởng là mình cái điều mà mình không thích bữa nay đó nó không thể là cái nhân để cho cái sự thích thú của cái tâm tham nó phát sanh ngày mai, không có đâu. Mình con người thay đổi theo cái điều kiện cảm xúc của mình, thành ra có những cái cảm xúc nó phát sanh, nó mà xúc mà nó duyên cho thọ thì những cái xúc của mình mà nó làm cho cái thọ nào đó phát sanh, mà cái thọ khi nó phát sanh rồi đó, niệm định hay tuệ của mình mà nó bắt đầu nó chuyển hướng để nó mất năng lực, tức là mình nói trắng ra là ác pháp nó phát sanh, thì những cái loại đó đều phải tránh xa hết á. Còn những cái loại nào mà ấy mà làm cho những cái điều kiện mà về pháp hành mình nó được phát triển và nó được vững mạnh, có năng lực thì cái đó nên gần. Thành ra nhiều khi mình vô trong trường thiền cũng vậy, bất cứ nơi nào nó có những điều nó gọi là bà ri phô khá đó, những cái trở ngại của thiền đó, thức ăn cũng có thể là trở ngại của thiền, nhà mới sơ sơn cũng là trở ngại của thiền, hay là nhà gần đường xe cổ quá cũng là trở ngại của thiền. Nó nhiều chuyện dữ lắm chứ không phải dễ. Thành ra đa số nó có những cái trường thiền, tại sao bây giờ mình thấy trường thiền ngoài phố cũng có, trong rừng cũng có, tại vì có nhiều người vô trong rừng hành không có được, cái sự lo sợ nó dễ phát sanh. Có những người nghe tiếng ồn không sao, nhưng mà sự vắng lặng thì sợ nó mới tùm lum. Chứ hồi xưa hồi thời Đức Phật quý vị thấy không, bây giờ con khu nhà quan ngôi rừng vắng hay là ngôi rừng quan khu nhà vắng chứ đâu có bao giờ mà giống như bây giờ mà giữa thành phố lớn giống như Washington DC cũng có trường thiền, hay là Bangkok cũng có trường thiền rồi này kia sùm đó. Tại vì tùy theo cái cá tánh của người ta thích hợp cái điều kiện nào.
Thành ra người ta muốn quảng bá những cái điều mà Đức Phật dạy đó. Thành ra người ta có những cái hệ phái mà nó có đủ, trường thiền trên núi cũng có, trường thiền ngoài biển cũng có, trường thiền trong trạch phố cũng có, trường thiền ở bìa rừng, trong rừng gì nó có hết đó. Nó có 4-5 chi nhánh này đó. Vô ông sư mà ông hỏi điều kiện của mình, hỏi nói tới nó luôn, cái ông đưa, tại sao có nhiều ông đưa lên núi, có nhiều ông đưa vô rừng, có nhiều ông để ngoài thành phố vậy đó. Rồi mình đi thời gian sau mình mới thấy à, nó có những cái chuyện mà bên cạnh cái đó mình không có biết. Quý vị cứ ngồi nghĩ mà nó phải nói cho nó, có những cái nó rùng rợn lắm. Được, chúng tôi kể cho quý vị nghe cái kinh nghiệm mà ngày xưa trong rừng chúng tôi có cái cốc thì nghĩa là xa lắm, nó không có xa lắm nhưng mà cũng xa, nó cũng cả nó phải nói cho mấy chục thước mới có được cái cốc khác, cái lều khác của ông sư, mà nó sát bìa rừng. Và chúng tôi không mới vô 2-3 ngày bữa đó, đường ngồi cái tiếng có cửa cọc cọc mở ra không thấy ai đó. Rồi ngồi ngồi cũng bị mở ra không thấy ai, mà làm 2-3 đêm chứ không phải một đêm cái gì. Tới ngày thứ ba chịu không nổi, qua hỏi ông sư ở cái cốc mà xa xa mà nói có không, là đây đâu có ai vô đâu, rừng khuya nó khuya đâu có ai vô. Cái ông nói là sư khoét cái lỗ sư coi ai vậy nha. Thì cái mới khoét cái lỗ bên cạnh cái chỗ ấy rồi quý vị biết á. Tới chừng nghe cọc 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 cọc, cái đưa mắt vô lén vô dòm vô. Mình hồi xưa giờ mình cứ nghĩ là người khuất mặt quẩn ma nó nhát mình, thật sự đó là con cẩu, cẩu rừng á. Nó vô nó ngồi xuống nghe, nó ngồi sát đó, cái đuôi nó lâu lâu cái nó gõ bạch 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 lâu gõ bạch bạch bạch, hãy mình mở ra cái nó giọt, cái đâu nhanh không, mình đâu thấy tối mà đó. Cái mình ngồi ghé vô rồi quên thấy rõ ràng ảnh, quý vị biết bởi vì cái trong cái khu vực mình nửa khuya mà nó vắng que đó, cái đuôi mà con cẩu mà nó gõ cho cái góc cửa mà nghe mình nói mình cũng nghe nổi da gà mấy là ghê, chứ đâu phải dễ đâu đó. Chứ đừng có nói mà nếu mà thành ra chúng tôi hay giỡn với mấy ông sư bạn nói có người gõ cửa mở ra cái nó tôi là ma thì chắc không có sợ, nhưng mình mở cửa ra mình thấy cô đó mặt mày rất đẹp nhưng mà cậu đứng không cẳng, không đứng thấy đầu gối trở lên không, không có giải lúc đó quý vị chắc xỉu, giống như tôi chắc xỉu chứ làm sao sống được phải không đó. Nó có những cái mình cứ nghĩ mình ngon, thật sự ra cái tâm mình yếu ghê lắm, nó yếu ghê lắm mà nó phản mình cũng dễ nữa. Nên nhiều khi mình phải tập luyện tâm để mình thấy những cái đó, chứ không phải mình để mình nói mà nó làm gì mà không có lợi ích, để coi lợi ích mấy cái đó đó để biết vô ở trong mấy cái đó mới biết là cái tâm mình yếu ghê lắm, sợ tất cả mọi chuyện mà sợ rất điều nhiều cái điều rất là vô lý. Thành ra đó là những cái mà có những cái mà dầu là thọ xấu đi nữa cũng nên gần gũi là như vậy. Có những cái thọ mà nó làm cho mình dễ bị sa ngã, dầu rằng nó êm dịu cái nấy cũng nên tránh xa. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ, con kính thay mặt rung kính tri ân sư à. Dạ, nghe sư nói là cũng đủ lạnh người rồi. Rồi, xin mời những anh chị khác nêu những cái vấn đề lên. Dạ, để chờ một chút xíu cho sư uống nước. Sư à, sẵn đây cho cái chữ Bali là Pí Giá Ru Păng với là cái Sa Tá Ru Păng, thì cái này là cái loại sắc gì? Con kính thưa sư, là kính thưa sư giải thích giùm con cái chữ Bali này là cái chi pháp của cái sắc này nó là sao? Là cái Pí Giá Ru Păng là cái Sa Ru Păng. Nhà con kính gửi mic cho sư.
Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư vị, cái này nằm trong cái cảnh thái giám mắc ạ, tức là về quẩn sông bị giá ru băng xả tạ ru băng nâu bạc cảnh thô, tức là sắc ngọt ngào, sắc đẹp đẽ là sắc, nhưng mà không phải là sắc quẩn. Rồi cái câu kế tiếp là ru bạc cảnh thô ru banh chê quá ru bạc cảnh thô chạ, tức là sắc quẩn là sắc cũng đúng, mà là sắc quẩn cũng đúng. Thì bị giá ru băng xả tạ ru băng là một hình thức rum, nghĩa là gộp chung tất cả các điều mình thấy bằng con mắt của mình. Ví dụ như theo chi pháp thì nó nói là các tâm tâm sở với sắc, kể chung vậy chứ không có riêng rẽ. Ví dụ mình thấy một cái thân hình đẹp đẽ là bị giá ru băng, mình thấy với người giống như cùi hủi là bị giá ru băng vậy đó. Còn cái hình mà nó nhiều khi nó không đẹp mà nó ấy thì xả tạ ru băng, tức là sắc ngọt ngào, sắc mềm mại rồi này kia, mình xong gọi là sắc nhưng không phải là sắc quẩn. Thì trong chi pháp là nó tính rùm cho là nghĩa là ngồi danh sắc mà theo chế định thôi, chứ không có tính ra từng cái giống như mình học về thực tính pháp. Đó là bị giá ru băng, xả tạ ru băng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con kính tri ân sư ạ. Rồi xin mời các anh chị nha. Rồi, xin mời các anh chị khác cứ lên. Rồi, chúng tôi dừng lại thời gian để các anh chị gõ các cái câu hỏi của mình lên nha. Dạ. Có ai có vấn đề gì nêu thì cái việc nêu ra để mà một mình Thịnh Thông nêu lên thì nữa. Câu hỏi nhiều khi không đúng ý quý vị. Con nhớ lại chỗ nào mà con không thông thì con hỏi sư, ngành chi là sư giảng thì con rất là hoan hỷ. Cứ nhớ lại cái chỗ nào mà chưa có, chứ con cũng không có câu hỏi gì nhiều. Dạ. Có một cái đoạn kinh mà dạy rằng là ở trong cái thân này nè, trong cái thân năm quẩn này nè, là đã có khổ và sự diệt khổ, tức nghĩa là đã có cái chân lý là tứ đế ở trong cái thân này. Nhưng mà có cái chuyện mà thấy ra hay không thì nó tùy theo cái phước, cái khả năng của mỗi người. Nhưng mà rõ ràng là danh sắc ở đâu thì là cái chân lý tứ đế là nó có ở đó, năm quẩn ở đâu là cái chân lý tứ đế nó có ở đó. Thì có phải chăng là người ta dựa vào cái lời dạy này trong cái đoạn kinh là trong cái thân này nè là có khổ và có cái sự diệt khổ, tức là cái tứ đế. Mà Phật giáo hậu thời sau này người ta nói rằng là tất cả mọi người đều có cái khả năng là giác ngộ. Thì cái điều này mình sẽ hiểu như thế nào để mà mình đừng có bị rơi vào cái tà kiến. Và kính thưa sư, nhà con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Tha. Dạ kính bạch chư tổ mì, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra có những cái người ta chỉ nói theo cái phương diện mà suy tư mà nó không có phù hợp với nhân quả. Dù mình nói tánh thấy, tánh biết đồ này kia, hay là mình có cái tự tánh hay tánh giác gì đó, cái đó là không có. Bởi vì những cái đó là do sự tu tập, sự đào tạo của mình từ các pháp, các thiền pháp mình gọi là ba la mật đó, để được có cái đó. Lúc trước thì cũng có người hỏi tôi, chúng tôi có thí dụ cái dễ hiểu nhất để cho quý vị thấy là mình có cái đó hay không. Tức là chúng tôi thí dụ cái chi hay proma đó. Tức là chi là nói theo Anh mà proma nói theo tiếng Tây đó.
hỏi cái có từ đâu. Thì thường thường người ta nói là có từ sữa bò, lấy từ sữa bò ra. Nhưng mà quý vị nên nhớ là nó không có trong sữa bò đâu. Nếu mà nó có trong sữa con bò thì mấy cái ông nuôi bò thì muốn ăn chi hay proma thì ra bóp vú bò lấy ra ăn cho mắc gì phải đi mua. Thành ra mình muốn có hai cái loại đó thì mình dùng những phương tiện để mình lấy từ trong sữa của con bò ra những cái chất đó. Nó gọi là chi hay proma. Thì cái phương cái thì giống như là cái sữa đó, nó giống như là pháp học vậy đó. Toàn bộ lời dạy. Còn cái mà mình học để mình thấy, để mình kéo ra những cái đó đó, nghĩa là cái pháp hành mà mình lấy để mình kéo ra để cho nó thành chi pro hoa đó, thì cái đó giống như là cái thiền minh sát của mình đó, thì mình mới thấy được bốn cái pháp mà cần phải thấy, tức là tứ đế đó. Thì nó cũng giống vậy, chứ trong chi pro ma thì trong sữa nó không có hai loại đó, mà mình phải dùng những cái phương tiện để mình lấy nó ra, mình lấy những cái chất đó ra để nó thành cái đó. Thì bây giờ khi mình nhìn trong cái ngũ uẩn này đó, nó có những cái điều kiện đó, nhưng mà nếu mình không gặp được một bậc chánh đẳng chánh giác thì mình có khả năng để lôi những cái đó ra không? Không có, thì nó mới luân hồi hoài. Mà rất tiếc đó, mình gặp được cái bậc mà thứ thiệt thấy thiện chứ. Rồi tối ngày quen là nữa không biết mình ở đâu giờ mình không đụng đâu quá trời. Nhớ như Quỳnh Thịnh Tông lặn lúc đó, học người giái lặn ở đâu sâu quá trời ra, cái giọng trí của ngài quét vậy mà không đụng là không đụng à. Bây giờ mà mình không chịu học mà cái nguyện gặp Phật, chúng tôi không hiểu gặp Phật để làm gì. Ngày chúng tôi hay nói giỡn gặp Phật để xin chụp hình để đưa lên Facebook để làm gì vậy. Nó cũng có cái gì đó thì cứ từ trong cái này ra nè. Thì trong cái này nó có cái gì? 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện. Cái lôi nó ra hoài rồi cái trong 12 tâm bất thiện nó có cái gì? Trong 8 năm đại thiện nó có cái gì? Thì rồi ra biết mình thấy nó là có cái gì thì tức là trí tuệ nó phát sanh, tức là cái đó là cái mình gọi tánh giác đó, thì mình phải đào tạo từ đó chứ làm sao không nó có được. Thấy không? Nó phải làm vậy đó. Thì nó không ở đâu xa đó, trong cái thân dài một sải này thôi. Chứ không ai, nhưng rất tiếc là mình kiếp nào tôi tu nháp cái kiếp này gặp Phật pháp cũng còn tu nháp nên ra tới giờ này vẫn còn ai nói tới nó luôn chưa thấy gì hết. Mà kiếp sau còn cái chúng tôi với Quỳnh Thịnh Tông nói chuyện tiếp chứ không. Bây giờ là thất, chúng tôi là thất thập cổ lại Mỹ rồi, chắc sắp đi rồi đó. Nam mô với thầy á. Nam mô Bụt Thầy dạ. Con thay mặt cho đạo tràng kính tri ân lời dạy của sư Liễu Tông. Con tiếp tục nêu vấn đề cho sư giảng cho chúng con. Con nhớ có một cái định nghĩa về vô minh, đó là Awichamane cho qua tê tí á quýt cha, tức là không biết cái pháp hiện tại. Để con gõ lại, con gõ lại á quýt cha mane cha qua tê tí tí á quýt cha. Dạ á quýt cha mane cha qua tê tí tí á quýt cha, đó là vô minh, là không biết cái pháp hiện tại. Như vậy khi không biết cái pháp hiện tại thì nó có liên hệ như thế nào với cái sự mà không biết về tứ đế để mà gọi đó là vô minh? Cái câu này là ở trong cái cuốn
cái cuốn 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 sách về siêu lý của ngài Tịnh Sự thưa sư, dạ, định nghĩa về vô minh. Đó, là vô minh là không thấy được cái pháp hiện tại. Thì như vậy cái pháp hiện tại ở đây nó có phải là cái thực tại thân thọ tâm pháp hay không? Dạ, kính thưa sư giảng dạy chúng con về cái chỗ này. Nam mô Bụt Thầy gia kính bạch Tư Tôn hiện giả kính thưa chư quý vị. Cái hiện tại ở đây chỉ cho cái thập nhị nhân duyên à. Tại dựa vào cái định nghĩa mà thông thường chúng ta thấy là vô minh là không biết tám điều, tức là bốn đế, không biết danh sắc quá khứ, danh sắc hiện tại, y danh sắc quá khứ, danh sắc tương lai, danh sắc quá khứ và tương lai, và danh sắc hiện tại, tức là bà tịch chặt sự mục bà đá, tức là không biết là nhân duyên nữa, không biết đó. Thành ra vô minh nó không biết tới tám cái điều như vậy. Nhưng mà đa số bây giờ mình nói tắt, tức là cái điều biết, đáng biết, không biết, cái điều không đáng biết thì nào thì biết là vô minh. Thật sự là vô minh của mình còn yếu lắm, là đâu mình biết không bằng cho mình vô minh mình mà thứ có thứ thiệt đó, Quỳnh Thành Thông. Là mình lên cùng trời đó mình gặp hai cái vị đạo sĩ mà thầy của Bồ Tát chứ không á. Nó hai ông đây lên tới đó rồi, bởi vì vô minh nó biết tới cùng trời phi tưởng, phi vi tưởng, còn mình không biết, chưa tới. Thành ra thường thường đó thì cái chuyện mà bốn đế thì mình miễn bàn bởi vì mình chưa tới. Nhưng mà cái không biết về danh sắc quá khứ thì đã không biết rồi, danh sắc tương lai thì cũng chưa biết, danh sắc cả quá khứ và tương lai thì cũng chưa biết. Còn có cái hiện tại đó thì bây giờ mình đang tập để biết. Tập để biết là tập cái gì? Thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ thật sự ra nó có nhiều chuyện nói, nhưng mà để thấy cái gì? Chỉ để thấy danh sắc mà thôi. Sống trăm năm mà không thấy danh sắc không bằng sống một ngày mà thấy cả danh lẫn sắc, hoặc thấy sinh diệt là vậy đó. Nên là bây giờ làm thế nào để mình thấy cái đó? Thì có hai chuyện, đối với phạm nhân có hai chuyện: văn và tu. Phạm nhân mình là không có tư. Văn là học, học mà học cái điều mà các bậc thiền trí dạy, chứ còn những cái điều mà về đời thì phí thì ở uổng. Học cái đó, học rồi cái mình hành là tư, là tu. Thường thường văn tư tu thì tư là mình không có rồi. Chúng tôi nói nhiều lần, tại vì người ta nói mình cứ có tư, không có tư. Trong chú giải Sẩm Mồ Hạ Vino Thani, tức là chú giải của Bộ Quý Phân, quý vị nào rảnh thì ví dụ nét là coi cái vụ chỗ nhà ná Quý Phân, thì quý vị sẽ thấy cái câu mà trong đó nói rất rõ ràng. Nói câu rất rõ ràng là Chintana máy giá bành nha chỉ phát sanh ở các hạng Bồ Tát tự giác mà thôi. Trong đó nói rõ ràng rồi đó. Thật ra mình không có tệ tư, nhưng bây giờ mình nói mình học rồi mình suy tư cái đó không phải là tệ tư, mà cái đó vẫn là tệ văn như thường. Tại vì mình học rồi mình suy nghĩ, mình quan sát, mình tư duy theo cái điều của người khác đã biết. Giống như mình bây giờ đó, mình học danh sắc rồi này kia là do cái lời dạy của Đức Phật, mình học theo cái đó thì là tệ văn, chứ không phải là tệ tư. Rồi mình học hiểu rồi đó, mình mới hạ thủ công phu. Tức là pháp học là nhân của pháp hành, và pháp học với pháp hành là nhân của pháp thành. Thì khi mình hạ thủ công phu rồi đó, là mình mới làm cho cái vô minh nó kêu bằng nó bớt tào lao đi. Thành ra mình mới thấy cái điều đáng thấy. Chứ còn mà nó bây giờ nó còn năng lực rồi, mình không thể nào thấy cái điều đáng thấy cả. Bởi vì nó còn năng lực là mình thấy đâu cũng sai hết. Thấy đâu cũng trật lắc, thấy đâu cũng trật lắc hết. Nhưng mà cái khổ với chúng sanh đó là khi mà thấy trật thì cái mấy cái tâm mà phóng vật nó nhào vô, nó bình vực cho mình thấy sai hoài. Bây giờ thấy không? Đó, đa số là vậy đó. Còn những cái quyển sách mà về hay hay rồi này kia, nó ít cái nào mình chịu khó mình để ý đọc lắm.
Vinh ở Việt Nam thì Vinh rảnh rảnh xuống gặp ngài Thanh ở Viên Thông đó, ngài có mấy quyển sách vừa khá quý lắm, nói ngài cho để đọc nghiên cứu thì sau này biết đâu trở thành bậc 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 trí trong giáo pháp Đức Phật, rất là xả thú, hoan hỷ xả thú cho phải không đó. Thành ra bây giờ mình muốn làm muốn để cho cái vô minh mà nó mất năng lực lần lần thì chỉ có thấy những điều đáng thấy trong hiện tại mà thôi. Đó. Ngay cả mình đi hành để mình thấy cái gì cũng thấy cái hiện tại của cái ngũ uẩn này mà thôi, cái danh sắc này mà thôi. Chứ mình đâu cần thấy những cái gì xa xôi đâu. Đó. Mà rất tiếc là nó di tế quá rồi mình học hoài mình cứ không thấy hoài. Mà đa số mình thuộc loại tưởng không người lái nữa. Cái gì cho cái tưởng hay lắm, tưởng không người lái. Đó. Mục tiêu của mình bây giờ làm thế nào để cho cái anh vô minh này và ảnh mất năng lực, thì cái mất năng lực là chỉ cần thấy một chuyện mà thôi, tức là thấy cái nhân mà tạo ra khổ đó, thì là thấy khỏe rồi. Thì ngày xưa đó, khi mà ngài Sariputta mà nghe ngài Asacchi nói đó, thì ngài thấy vậy đó, về tâm ma hệ tụ bà phá qua, thì ngài thấy cái gì? Khổ đế có nhân là tập đế, chỉ thấy cái đó thôi là ngài cười khỏe ra liền. Còn mình là cái tối ngày cái rền rĩ dạng pháp vô duyên sanh mà chẳng biết dạng pháp nào nên ta không thấy gì hết. Thật sự câu đó chỉ có nghĩa là cổ đế có nhân là tập đế mà thôi, mà chắc cũng một vài a tăng kỳ nó mới thấy được đó huynh. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ. Rồi xin mời các anh chị ha. Rum im lặng quá. Dạ. Xin mời các anh chị. Dạ. Con dừng cho sư nghỉ uống nước. Xin mời các anh chị nêu những cái vấn đề mà các anh chị quan tâm để cho sư giảng cho room mà cùng học. Xin mời các anh chị. Rồi, như vậy thì cũng không ai muốn nêu vấn đề hết, thì con cũng tiếp tục. Dạ thưa sư. Dạ con trích một cái đoạn kinh thôi thưa sư, là kinh là Tương Ưng Sáu Xứ. Có một cái đoạn kinh là như vậy thưa sư, là do biết như thế nào, do thấy như thế nào mà vô minh được đoạn tận, minh được sinh khởi. Này các tỷ khưu, do biết, do thấy sáu căn, sáu cảnh, sáu xúc, ba thọ là vô thường mà vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Dạ, con xin chép cái đoạn kinh đó lên. Chỗ này con chỉ xin sư làm rõ cái chỗ. Do biết, do thấy, sáu căn là vô thường, sáu cảnh là vô thường, sáu thức là vô thường, sáu xúc là vô thường. Thì cái thấy vô thường chỗ này nè thưa sư, là mình thấy bằng quán tưởng hay là mình thấy bằng cái trên cái sự thật chân đế. Thấy bằng cái quán tưởng theo cái chế định hay là mình thấy trên cái sự thật chân đế. Dạ, con kính gửi mic là cho sư. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh và Chư Tôn Hiền Dạ Kinh thưa chư quý vị. Là trạng thái vô thường, vô khổ não, vô ngã gì đó, nó đều là trạng thái của thực tính pháp mà thôi, tức là pháp chân đế mà thôi.
Chứ còn chế định pháp thì không có cái đó nha. Chế định pháp thì không thể nào vô thường hay là khổ cái gì, cái đó thì không có cái đó. Thành ra khi mình biết sáu căn là ít nhất phải biết sáu căn cái gì là danh, cái gì là sắc, sáu cảnh cũng vậy, cái gì là danh, cái gì là sắc, sáu thức cũng vậy nha. Thức thì là danh không rồi, nhưng mà danh nó thuộc loại danh nào nha. Danh bất thiện, danh thiện, danh gì đó. Xúc cũng vậy, cái xúc thì nó có hai loại, thường thường xúc hai loại, xúc danh và xúc sắc. Phải biết, biết lúc nào xúc đó là xúc danh, lúc nào xúc đó là xúc sắc. Thường thường đa số thì nếu từ chúng tôi không có hơi hơi quá đáng thì đa số chúng ta chỉ biết xúc, thường thường là xúc xúc danh mà thôi, chứ không thường thường không để tới xúc sắc. Xúc sắc cũng có như thường chân quay không, xúc sắc, xúc danh, xúc sắc phải biết nó như thế nào. Và cái quan trọng là biết những cái đó là nó có đó, là nó trường tồn hay là nó chỉ sanh diệt theo nhân duyên, theo điều kiện, lúc nó sanh như thế nào, lúc nó diệt như thế nào, do nhân duyên bao nhiêu chuyện gì đó thì biết hết những cái đó. Thì mình khi mình thấy cái nhân duyên của nó rồi, mình mới thấy được nó là có trạng thái là vô thường, bởi vì không ai muốn mà được. Do điều kiện như vậy, do cái điều kiện này nó phát sinh, do cái điều kiện kia nó phải diệt hay là nó bị phải có trạng còn như cũ hay là gì đó. Thành ra cái đó là mình phải thấy, thấy bằng trí tuệ đàng hoàng. Mà hay ba thọ hay năm thọ hay gì đó thì nó pháp hết, thì nó mới mình mới thấy được vô thường, thấy được khổ hay là thấy được vô ngã. Chứ còn nếu mà mình không có thấy thực tính pháp thì riết phải, chứ còn chế định thì nó không có. Chế định vô thường được, mình là khổ nào không được, nói vô ngã cũng không không có chính xác nha. Thầy ông chú giải thì mà đề cập tới cái tuệ đầu tiên mọi người phải qua để có thể đi lên được là tuệ thấy danh sắc. Thì nó là giàu là sáu căn sáu cảnh sáu thứ khác, nó cũng chỉ là danh sắc. Mà danh sắc khi nó phát sinh có điều kiện như thế nào ta gọi nó là căn, có điều kiện thế nào ta gọi là cảnh, có điều kiện thế nào cũng mới gọi là thức, là xúc hay là thọ. Là nó dựa vào những cái đó. Mà khi nào mình thấy nó rõ ràng như vậy rồi, tức là mình rõ ràng là nghĩa là không có xa cái con đường mà thấy tứ đế, không có xa đâu. Mà nhưng mà bây giờ mình còn chưa biết mình đã bước lên đầu đường chưa, hay là con ở đâu đó xa lắc xa lơ. Thành ra nghe nó trong kinh Đức Phật dạy ra, dạy cho cái vị đó nghe xong ngày đắc, mình tưởng đâu dễ, quý vị đâu có biết gì đó, đã tạo ba la mật mấy à thần kỳ luôn rồi, còn mình chưa có được kiếp nào hết, kiếp nào cũng tập mới tập tu không à. Thành ra khó có được có cái cơ hội như mấy cái vị đó lắm. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sang Khà giá. Dạ con kính tri ân sư. Dạ đúng, cái chỗ hồi nãy con nói nó không có được rõ lắm. Dạ đúng rồi, cái pháp chế định thì đương nhiên là nó không thể nào nó có cái tam tướng được. Chỉ có cái pháp chân đế, chỉ có cái danh sắc chân đế thì nó mới tướng. Mà ý con muốn nó muốn thật ra sư đã nói rồi, ý con cái đó là mình thấy vô thường đó theo cái kiểu là quán tưởng hay là quán tưởng theo tục đế, quán tưởng giống như là anh ú sa tí hay là dạ, hay là mình thấy ở trên cái bằng cái chánh cái sa tí và cái sampachano ở trong cái tứ niệm xứ. Thì như hồi nãy sư nói rằng là bắt buộc là mình phải thấy bằng cái niệm và cái tỉnh giác của cái tứ niệm xứ. Tại vì cũng có một cái đoạn kinh mà trong kia đề ghi là vô thường tưởng, mà thấy bằng vô thường tưởng. Là đoạn kinh nó là như vậy thưa sư, để con chép lại. Là
Tức là do tu tập và làm sung mãn cái vô thường tưởng. Như vậy thì cái chỗ này nó là quán tưởng về vô thường. Thì tất cả những cái dục tham được đoạn tận, sắc tham được đoạn tận, rồi hữu tham được đoạn tận, vô minh được đoạn tận và ngã mạn được đoạn tận. Thì như vậy thì cái vô thường tưởng ở cái đoạn kinh này và cái thấy vô thường ở trên cái đoạn kinh trên đó, thưa sư, thì nó giống nhau hay là nó khác nhau? Dạ, con kính xin sư Quang Hỷ giải thích lại hai cái chỗ này một lần nữa. Dạ, con xin gửi mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thà Gia, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thường thường mình chưa tưởng mình đụng tới chưa tưởng, mình tưởng nó là sảnh nhà, không phải. Chưa tưởng nó có nhiều cái nghĩa mà mình dựa theo cái nghĩa đó để mình biết cái thực tính pháp của nó. Chưa tưởng trong hai câu mà Quỳnh bó ra đó, chưa tưởng này đó có nghĩa là quán. Tức là niệm và sống bạch sảnh giá. Chứ không phải tưởng là sảnh gia. Sảnh gia là tưởng quẩn đó, không phải. Thành ra bởi vì cái tưởng đó, mình cứ tưởng nghĩ là bởi vì cái tưởng mà là sảnh gia đó, nó là cái tưởng, cái sự biết qua điều kiện, biết có điều kiện. Còn khi mà nói tưởng mà theo cái nghĩa quán á, là nó biết theo cái thực tánh, nghĩa là nhận dạng được cái thực tánh của nó. Hai cái nó, mình dùng cái tưởng Việt Nam coi, mình tưởng nó giống nhau với hai cái nó khác nhau hoàn toàn. Nói về chi pháp thì nó khác nhau. Mà thường thường đó, khi mình nói tới chữ tưởng là mình nên để mình biết cái tìm cái chi pháp của nó ra, chứ còn hình rất dễ hiểu lầm. Ví dụ như mình gọi là cõi vô tưởng. Cái tưởng, chữ tưởng cho cõi vô tưởng đó là cái thức. Như là cái danh đó, là cái cõi không có danh. Chứ mình tưởng cái cõi đó nếu mà không có tưởng quẩn thì thôi chắc chết rồi. Hay là mình nói là dùng chữ tưởng trong cái thức cái hữu tình cư, hay là cụ tình chúng sanh gì ông thùm, nói cái chữ tưởng nó chỉ cho cái tâm tâm tái tục, tâm tục sinh đó, hai cái nó khác nhau. Thì chữ tưởng này cũng vậy, chữ tưởng ở đây có nghĩa là quán, mình nói là vô thường tưởng, tức là quán về vô thường. Chứ không phải mình nghĩ tới cái vô thường mình đã, rồi mình tưởng ra được nó vô thường. Mình chưa thấy vô thường sao mình tưởng ra được nó, phải không? Thì nó chưa tưởng vô này là quán, chứ không phải là dịch. Nhiều khi có những cái chữ mà mình dịch mình không có nghĩ tới cái chỉ pháp của nó, cái chừng đó mình dễ hiểu lầm lắm. Chứ tưởng ở đây đó nghĩa là quán, quán xét, quán thấy, phải nhận biết. Tưởng đây là nhận biết, quán biết, chứ không phải là tưởng là biết theo cái điều kiện giống như tựa sảnh gia. Nam mô Bụt Thà Gia. Dạ, chỗ này đúng là con cũng mới được biết. Dạ, yeah, đúng rồi. Dạ, yeah, như vậy cái tưởng ở đây nó lại là sampajanno, nó lại là không phải là không phải là sanh nha. Dạ, yeah, là tùy theo cái chỗ. Như vậy là cái chỗ là mình phải lấy được cái chi pháp cho nó. Dạ, yeah, chỗ này hay, xà thú anh thầy. Dạ, yeah, con xin kính tri ân sư ạ. Tiếng Việt của mình thì nó cũng hơi bị cái chỗ đó, cùng một cái chữ, nhưng mà có lúc mình phải coi cái chi pháp nó là cái gì để mình hiểu đúng. Dạ, chứ không phải là lúc nào thấy cái chữ tưởng là con cứ thấy cái chữ tưởng là con cứ nghĩ là sanh nha, nhưng mà là trật. Dạ, dạ đúng rồi, là tại vì chỗ này mà mình thấy bằng sanh nha là không hợp lý rồi. Dạ, nhà con rất là hoan hỷ, xin kính tri ân sư ạ. Rồi, xin mời anh Minh Tâm, anh mới vô đó. Tôi mời anh lên nêu cái vấn đề cho sư ha. Rồi, xin gửi mic lại cho anh. Dạ, sa thú dạ, kính tri ân sư Liễu Tông. Sau đây dạ, con có cái thắc mắc thưa sư. Dạ, một cái vị tu sĩ, vị tu sĩ
có cái bằng cấp của thế gian, tức là tiến sĩ này tiến sĩ kia đó, về Phật học, về Phật học đó, thưa sư. Dạ, thì cái vị này phạm trọng tội đó, thì mình có lấy cái bằng nó lại hay không, thưa sư? Dạ, hay là cái bằng đó là cái kiến thức ở trong đầu của cái vị đó. À, tức là con nói ví dụ giờ cái gì đó học thuộc cái gì đó được làm tiến sĩ, mà bây giờ vị này phạm trọng tội phải trục xuất, thì như vậy thì mình có lấy cái bằng nó lại hay không, thưa sư? Hay là cái bằng là cái sự chứng minh cho cái kiến thức trong đầu của vị đó, thì chúng ta không nên lấy cái bằng nó lại. Dạ, thỉnh sư giảng dạy điểm này. Nam mô Phật thầy, dạ, kính bạch chư tôn ngài, dạ, kính thưa chư quý vị. Thực sự ra đó, những cái kiến thức ở đời được người ta cấp bằng hay là được người ta công nhận thì cái chuyện đó chỉ là kiến thức ở đời thôi. Vì đó có sự hiểu biết đó thì giữ cái dầu rằng còn mặc y không mặc y thì cái kiến thức đó không ai đụng tới đó. Ở đây đụng là cái giới hạnh của người đó thì mới bị đụng thôi. Thí dụ như phạm bất cộng trụ thì kể như gì đó không còn giới nào của tỳ kheo hết nha. Rồi xả y thì xin thọ lên năm giới thì cái chuyện đó của về Phật pháp. Mất cái chức mà để người ta được gọi hằng ngày, ví dụ mình gọi là thượng tổ hòa thượng thì mất chứ không, còn cái của đời đâu có mất được. Đời đi mình đi học rồi giờ, bởi vì đa số mấy cái vị mà mặc đi rồi mà không có chắc chắn cái con đường mà tu hành của mình đó, thì nó mới đi học để được tiến sĩ, cao học tiến sĩ, rồi lỡ có sở y thì ra ngoài cũng lấy cái bằng đó đi dạy để nuôi mạng thôi. Nhưng mà cái đó là chỉ để cho mấy người ta không có ấy, chứ mà thật sự cái người tu thiệt cái đó không, ở các xứ mà theo có truyền thống là người ta không bao giờ ta làm đó. Bởi vì như ở Thái Mấn Điện là đa số là tại sao họ phải đi ngoại quốc để họ học được những cái bằng này bằng nọ, chừng mà trong trong xứ của họ đó thì không được, ông xứ thì học trường đời không được, chỉ học trường đạo thôi, mà trường đạo thường là không có bằng cấp. Nếu huynh Minh Tâm mà để ý mấy cái vị mà gọi là Tam Tạng pháp sư rồi gì của Miến Điện đi, họ có cái quạt là vậy đó, hoặc là để chứng minh cho biết là ông đó học tới đâu. Ví dụ như bằng đó là bằng gì đó thì trên cái quạt có. Còn thấy mà ba cái tháp đó là biết là Tam Tạng pháp sư, mà hai tháp là Nhị Tạng pháp sư rồi cái gì đó, thì cái đó thì trong các trường đại học ngoài không có được quyền cấp, chỉ có những cái trường mà của chư tăng mới được quyền mà thôi. Đó. Nhưng mà nó cũng là kiến thức của gì đó, tại vì gì đó học xong thì cái đó là cái tài sản của gì đó, thì mà mình giàu mình còn lấy cái quạt lại thôi, chứ làm sao lấy cái gì trong đầu cũng lẽ mồi mổ ốc là lấy lại. Là cái kiến thức của mọi người mọi có. Ví dụ như bây giờ cái vị đó mà học giỏi về tất cả những cái điều mà cần thiết của ông sư, rồi lỡ mà tu không được hoặc là bị cái gì mà la sư khả, nếu mà ở ngoài mà là muốn tu theo trong đạo giống như ông sư thì gì đó vẫn làm được như thường. Thì hành thiền tứ niệm chứ, thiền gì đó thì cũng làm được. Bởi vì cái đó là cái sự hiểu biết riêng của cái vị đó. Chứ còn cái bằng mà của đời hay là bằng của đạo, chuyện đó nó không quan trọng. Mình nhiều khi đi tu rồi mà vẫn còn có muốn được người đời kính trọng, nó mới đẻ ra mấy cái chức đại đức thượng tọa này kia. Nhưng mà nên nhớ là Đức Phật có tán dương ở đó, trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật nói rồi: vị tỳ kheo nhỏ hạ gọi vị tỳ kheo lớn hạ là phanh tê, vị tỳ kheo lớn hạ gọi vị tỳ kheo nhỏ hạ là hạ vũ sổ. Mình dịch tiếng Việt của mình là lớn hạ thì gọi là tôn giả, mà nhỏ hạ hơn gọi là hiền giả, chứ không có cái vụ mà đại đức cái gì hết. Nhưng mà bây giờ thì ra khỏi đều có cái gì đã đứng phía trước cái tên của gì đó hết. Đức Phật dạy chúng ta có hai cách, một là thân giáo, hai là khẩu giáo. Chúng ta học chỉ học một phần về cái khẩu giáo, thân giáo chúng ta không học được. Quý vị nên nhớ Bồ Tát từ lúc sanh ra
cho tới khi thành Phật, rồi cho tới lúc mình Bà Lý Niết Phàn á đó, ngài đi chân đất đầu trần nha. Đó. Đi cụ sĩ ra để ngài Bà Lý Niết Phàn á, tức là ngài chết đó, đâu có đầu trần mà chân đất. Còn bây giờ mà ra khỏi thánh điện là lều chổng rồi che rồi ôm chùm, tức là mình không có theo cái lời cái thân giáo của Đức Phật. Đó, tức là mình đã đóng góp một cái viên gạch cho sự suy đồi của giáo hóa như những cái việc làm như vậy. Đó. Bởi vì việc làm mà giáo pháp Đức Phật đứng dựng là nhờ những cái điều mà về lời dạy của Đức Phật. Và trong kinh Đại Bát Niết Bàn ngài cũng nói rõ ràng: kính trọng ta những ai kính trọng Như Lai, tức là người đã hành theo pháp Như Lai. Chứ ngài không có nói là người đó cúng dường Như Lai để được gọi là kính trọng Như Lai cả. Mà mình không chịu học mấy cái đáng học, mà học cái không đáng học. Thành ra bây giờ nó mới như vậy đó. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, sa thú, dạ, kính trường sư Liễu Tông. Dạ, chuyện là nó xảy ra bên Việt Nam, mấy sư giờ có một vị thầy ở bên Bắc Truyền thì ông độ cho cái cô bé 14 tuổi, 14 tuổi cho nên giờ bị bắt, và sau đó thì bị trục xuất và bị lấy lại cái bằng tiến sĩ Phật học. Dạ. Thì sẵn đây con hỏi em là ví dụ giờ một cái vị bên Bắc Tông á, thưa sư, dạ, phạm cái tội đó, dạ, nhưng mà cái vị này thì theo như bên Nam Tông á, thì chưa có thọ giới tỳ khưu của Nam Tông, dạ, thì nếu cái vị này sau khi ra tù mà xin thọ giới tỳ khưu của bên Nam Tông á, thì có được hay không thưa sư? Bởi vì cái vị này thì là theo bên Bắc Tông tức là không có thọ giới tỳ khưu, mà không việc thọ giới tỳ khưu thì hành dâm cũng không có sao hết. Dạ, thì như vậy thì cái vị này sau này có thể xin tu theo hệ phái Nam Tông được hay không? Rồi con kính thỉnh sư ạ. Nam Mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, trong hệ nguyên thể có 21 hạng người không được tu nha. Thì cái hạng của cái gì đó nghe phạm cái tội là lỗi người đời chê trách đó, là sau này họ cũng quyết định là không cho tu luôn, trong các cái đường nào mà cho chúng ta tu vô rồi cái chùa đó nguy hiểm là tại sao. Ở Việt Nam thì chúng tôi không có sống với mấy vị, chúng tôi không biết, giờ Thái Vân Điện mà nó đồn cái chùa đó có ông sư tào lao cái là nó không để bác cả chùa luôn, ông sư đi triều bình cũng có cơm ăn. Những cái thứ đó là phải cho vô đó, phải làm những cái lỗi người đời chê trách là cũng không được quyền mặc y. Nam Mô Bích Thà Giá. Dạ, sa thú, dạ, kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, cái vấn đề mà mình đi khất thực á, thưa sư. Dạ, cái khi mà một cái những cái vị mà tu cái dạng mà sơn tăng đó là sư mà ở trong rừng đó, thưa sư. Dạ, thì những cái vị này mà đi khất thực mà không có mật thực đó, thì nó có cái pháp nào để mình hành thiền để mà có thể giống như là cái gì nó giúp cho cái thân này nó bớt đói không thưa sư? Dạ, hay là cái thân thì là tứ đại thì nó đói là nó phải đói thôi, mà nhịn đói lâu ngày thì nó đau bao tử vậy, con nói vậy. Hay là nó có những cái pháp thiền nào đó mà nó trợ duyên cho cái thân này mình không ăn nhiều mà vẫn có thể duy trì mạng sống không à? Dạ, kính thỉnh sư. Nam Mô Bổn Thà Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền. Dạ, kính thưa chư quý vị, thật sự đó có thể giúp được, sống được 7 ngày không cần ăn gì hết, chỉ có bậc tam quả với tứ thanh quả là nhập thiền diệt mà thôi. Nirodha Samabatti thì có thể ở 7 ngày, còn những cái gì khác thì 1-2 ngày là nhiều. Dù rằng con có thể nhập 7 ngày nhưng mà chịu không có nổi đâu, bởi vì lý do là cái gì mà đắc quả hay đắc thiền đó không có thể dập vài ngày, nhưng mà cái điều kiện đó không đủ năng lực để chống lại cái sự đói.
Nghe nhớ đó. Thường ở trong rừng mà lâu lâu đi một hai ngày không có thì ráng nhịn thôi, uống nước. Nước không à. Cái chuyện là chuyện bình thường. Ví dụ như mấy lúc mà trời mưa là đừng hy vọng. Bởi vì đi từ trong rừng mà đi ra tới cái nơi mà mình có thể đi bác được đó, tức là làng xóm đó, thường thường là mấy vị đó là ở cách đó khoảng 3 tới 4 cây số rồi đó, đi 1 tiếng rưỡi cho tới bây giờ 1 tiếng rưỡi, mặt trời vừa mọc đi rồi đi 1 tiếng rưỡi, bây giờ 1 tiếng rưỡi về tới nơi là gần 11 giờ trưa rồi. Mà quý vị biết đi 3 4 tiếng vậy mà bữa đó chỉ có một gói canh thôi là đủ 3 thở rồi, cháu đừng nói được đâu nữa. Mà nếu mà cái nghiệp mình nó xấu quá thì ráng chịu, thì chỉ có cách theo mấy thầy sư dạy đó, niệm đói à đói à đói à, nào đói chịu không nổi thì thôi chứ có gì đâu. Nhưng mà thời xưa thì có chứ thời bây giờ cái những như vậy là hiếm lắm. Những như bây giờ thì hiếm lắm, hiếm có cái những người ta giữ được, người ta đi tới đó bữa trước đi không có, bữa thứ hai đi không có, bữa thứ ba là đi tới đó là vô quán trước rồi đó. Chứ đừng có lo, đừng có nói vậy đó. Như là hồi xưa mà giữ giới và trong sạch trong trong á thì nhiều, chứ còn thời buổi này hiếm lắm quý vị, đừng có hy vọng ha. Cái đó mình thế nào cũng đi mà kia ấy được nè. Mà thường thường con người mình phàm nhân nó không phải nó nhịn bảo đảm không quá 4 bữa đâu. Cá nhân chúng tôi biết là tới bữa thứ tư là sắp sắp sụm rồi đó, nghĩa là bữa thứ tư mà đi nửa đường là thấy muốn 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 xỉu rồi, nó đuối vậy lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà tại vì mình thứ nhất là cô thân thành ra không có nhờ giả ai ra, phải ráng thử rồi vô thử. Nhưng mà hên quá ngày thứ tư có người ta nhìn cái mặt mình, ta biết cha nội này sắp đi đoàn tụ, nó dâng cho đồ ăn rồi không chắc mình đi thiệt chứ cho cái gì chứ đói. Vậy Đức Phật dạy trong kinh Vô Cứu đó, chí khách xả và rama rô kha đó, đói là một cái sự đau khổ không thể tưởng tượng được. À, thành ra nói chơi cho vui chứ nói thiệt lúc đó mới biết là ai hơn ấy. Thường thường 2 3 ngày thì nhịn được, chúng tôi cũng đã từng bị rồi, nhưng mà tới ngày thứ tư là chịu không nổi, phải nói chịu không nổi là không nổi. Thì cũng phải cầu trời khẩn Phật tụng kinh tụng thần chú như sao cho có người biết mình đói thế, nhưng mà tùy theo. Nam mô Bích Thầy á. Dạ sa thú và kính trường sư Liễu Tông. Sau đây con thấy Vũ Minh Minh có post lên là thưa sư 84.000 pháp môn là sao thưa sư, và tiếng Pali viết làm sao, kính cảm ơn sư. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị. À, 84.000 pháp môn Attha Xa Sa Hạch Xa Thẩm Mắt Khảnh Tha, nhưng mà nói sơ sơ đi rồi đến sao chúng tôi nó nóng như thứ hai, nó bị ho càng tiếng quá. Nghe là 84.000 pháp quẩn, tức là 84.000 bài pháp mà Đức Phật dạy. Thật sự Đức Ngài nó đang nói thì chỉ có 82.000 thôi. Từ ngàn nói từ chúng tôi nghe từ 82.000 của Đức Phật đó ha. Còn 84.000 nữa, 2.000 nữa từ cái khác. Thì chữ chữ thâm má là mình dịch tương tự, mình dịch là pháp đó. Và chữ khảnh thá tức là tập hợp những cái chi tiết cho một cái điều mà Đức Phật dạy, mình gọi là bài pháp hay là mình gọi là một đoạn pháp cũng được. Nhưng mà cái đoạn hay một cái bài pháp nó như thế nào được gọi là đoạn, tức là cái đoạn đó coi người người nghe đủ căn bản nghe và có thể hành để có thể đắc, có thể thấy thấy tứ đế được. Nghĩa là chỉ cần một cái đoạn đó mình có thể mình đi tới nơi được đó, thì cái đoạn đó gọi là một pháp quẩn. À, Đức Phật dạy 82 bài kia bài vậy. À, còn để bữa nào chúng tôi vô chúng tôi lục cho coi cái lời của ngài anh ai bằng tiếng Bali từng tới, thì từng tới vậy này vô hỏi đi ha, vô đi chúng tôi liệt nguyên cái câu hết cho đó.
Nhưng mà tại sao một pháp quẩn mà có thể đưa tới? Chúng tôi thí dụ nha. Nghĩa là mình nói một cái đó có thể tới, nhưng mà sức học của mình nó phải nhiều chuyện mới tới chứ không phải. Ví dụ như cái câu A sẽ quên A chạp hà là năng e tầm măng cái lá mút tầm măng, tức là làm thế nào để được gọi là không gần người ác, là cái nhân đưa đến sự an lành tối thượng. Bây giờ cái câu đó chỉ cần một câu A sẽ quên A chạp hà là năng e tầm măng cái lá mút tầm măng đó, mình làm sao mình có thể mình thấy đạo quả được. Thưa quý vị, nếu quý vị có đầy đủ pháp học, quý vị sẽ thấy được như thế nào, thì làm thế nào để được gọi là không gần người ác. Thì quý vị nên hiểu người ác là người như thế nào. Trong phẩm nhị đề Bali có câu là Ba La Thâm Ma, tức là các pháp làm cho chúng sanh đó trở thành người ác. Thì pháp đó là gì? Nói cho đầy đủ là 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đi theo nó. Thì khi nào trong cái đầu óc của bất cứ chúng sanh nào, hai cẳng, bốn cẳng, không cẳng, trượt bò gì đó, mà có một trong 12 tâm bất thiện, 27 tâm sở đi theo nó đó, thì chúng sanh nó được gọi là người ác. Thì bây giờ mình có cái tâm đó thì mình đang là người ác, dù rằng đang nghe pháp đây cũng là người ác đang nghe pháp. Thì làm thế nào để đem cái ác đó, cái sự ác, gian ác của mình ra khỏi cái lộ trình tâm của mình? Thì cái gì đó phải hành pháp tâm quán niệm xứ. Thì hành cái pháp tâm quán niệm xứ, tức là tâm có tham có sân gì đó, tức là có cái pháp ác đó thì mình biết. Mà mình biết từ cái sự nhận thức đó, mình thấy danh sắc, rồi thấy cái nhân duyên của danh sắc, rồi tức là mình có thể dựa vào cái một trong bốn cái đề mục của tứ thánh đế, tức là tâm quán niệm xứ đó, để mình có thể mình đi ra khỏi luân hồi được. Thành là cái đó được gọi là một pháp quẩn của Đức Phật là như vậy. Còn câu Bali để tuần sau chúng tôi lấy từ trong kinh điển ra để cho quý vị cho chắc ăn. Bây giờ hết giờ rồi. Nam mô Bích Thầy gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, tất cả phước báo phát sinh do cái sự pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả quý vị chư tôn hoàng giả cùng gần sư nam và sư nữ trong đạo đàn này có khả năng chấm dứt được cả pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Phá quá tu sắp và mặn khả lăng rắc hẳn tu sắp và đê quá ta sắp và bút tha nút phà về ná sà đà sổ thí phá quan tu tê phá quá tu sắp bà mừng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đề quá ta sắp bà thầm mà nút phà về ná sà đà sổ thí quan tu tê phá quá tu sắp bà mừng khả lăng rắc hẳn tu sắp bà đề quá ta sắp bà sẵn khà nút phà về ná sà đà sổ thí phá quan tu tê. Nam mô Bụt Thầy, nam mô Thầm Mà, nam mô Sẵn Khà, nam mô Rất Thành Nát Tây Giác Sa.